chương 261. Lúc Cố Phong rời giường, Dư Bảo Nguyên còn đang trong giấc ngủ nông. Cố Phong lặng lẽ từ trên giường ngồi dậy, rửa mặt, mặc quần áo, đến bên giường, nhìn thủy nhan của vợ nhà mình, không nhịn được ghé tới hôn một cái. Thật thỏa mãn. Dư Bảo Nguyên bị đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt, anh làm gì thế? Tỉnh rồi à? Cố Phong cười hôn trộm lên cổ Dư Bảo Nguyên, nhanh lên, ông xã đưa em đi làm. Dư Bảo Nguyên đang mơ ngủ vẫn gật đầu chậm rãi rời giường cố phong đi ra cửa phòng đến phòng khách và phòng ăn tầng 1 chú hà quen dậy sớm nhiều năm như vậy lúc này ông đã sớm ngồi phòng khách trên bàn ăn bày bữa sáng vừa nấu xong vẫn bay khí nóng thằng nhãi cố gia duệ đã tỉnh được chú hà ông ra ngoài bò lung tung trên mặt đất như hổ con thiếu gia chào buổi sáng chú hà đứng lên cười nói không khí buổi sáng trong lành như vậy ánh mặt trời lại khoan khoái Dư Bảo Nguyên tối qua lại để Cố Phong nhận được thỏa mãn vô cùng, hắn không nhịn được lười biến duỗi lưng một cái, chào buổi sáng, chú Hà. Chú Hà nhìn thấy bộ dạng này của thiếu gia nhà mình, liền biết, tối qua, làm không ít chuyện. Ông thở dài. Chú có cần bưng bữa sáng lên cho dư thiếu không? Cố phong trừng ông một cái, sao chú lại cảm thấy cháu tối qua làm em ấy mệt? Chú Hà đứng tại chỗ, nhún vai. Rõ ràng đang nói, chả lẽ không đúng sắc mặt cố phong hơi lúng túng, tự ho khan một tiếng, cháu bưng lên cho em ấy là được, chú ngồi đi. Chú Hà nghe vậy, gật gật đầu, lại ngồi xuống sofa. Y à. Cố gia duệ giống như động vật nhỏ bò qua, tay nhỏ xíu túng lấy ống quần và giày da của cố phong. Thằng nhãi này ngẩng đầu, dùng đôi mắt ngập nước khiến lòng người tan chảy nhìn đát đi nhà mình. Cố phong vớt vật nhỏ lên, ông vào trong ngực, đói à. Cố gia duệ chớp chớp mắt. Chú Hà ngồi một bên nhìn hổ động của hai cha con, luôn cảm thấy rất yêu thương. Ông nhìn kỹ, tuy nói tiểu thiếu gia bây giờ vẫn chưa lớn, nhưng ông luôn cảm thấy tiểu thiếu gia và thiếu gia lớn lên rất giống nhau. Hẳn tiểu thiếu gia, sau này cũng là đại soái ca anh Tuấn mê người. Trên cầu thang vang lên tiếng bước chân, cố phong vội vàng đặt nhóc con lại mặt đất mặc kệ nó bò, mình đến bên cầu thang dắt tay dư bảo nguyên, dính lấy cậu đi đến bàn ăn, bảo bối, anh chờ em ăn sáng đó. Dư Bảo Nguyên nháp một cái, gật gật đầu. Đều tại tên ngốc cố phong. Tối qua nhất định, nhất định muốn chơi cái đó. Sau khi đáp lại lời cầu hôn của hắn, người này ở trên giường đã trở nên vô cùng lớn lối, thật sự khiến người ta muốn đập hắn một cái. Dư Bảo Nguyên ngồi bên bàn ăn, tiểu duệ duệ bò đến bên chân ba mình, cũng bán manh. Dư Bảo Nguyên liền dịu dàng, ông lấy con mình, bỏ lại cố phong đi trước trót sữa bột cho con trai, sau đó từ từ ăn bữa sáng của mình sau bữa sáng cố phong đưa dư bảo nguyên đến quán siêu cấp nguyên bảo đừng quên hôn lễ của hai chúng ta muốn làm ở đâu hai chúng ta phải cùng bàn bạc được không trước khi lái xe đi cố phong xuyên qua cửa sổ xe nhìn dư bảo nguyên bên ngoài lưu luyến ok biết rồi dư bảo nguyên hất tay hắn ra thấy cố phong bỗng nhiên lại trở nên luyến tiếc cuối cùng mềm lòng ghé tới hôn lên trán hắn một cái đi làm đi tan làm quay lại đón em buổi tối hai chúng ta lại tiếp tục bàn chuyện hôn lễ cố phong không hài lòng túng lấy dư bảo nguyên hôn tàn bạo một trận sao cảm thấy hôn em thế nào cũng không đủ nhỉ dư bảo nguyên hừ cười một tiếng không để ý đến hắn nữa cầm lấy đồ của mình đi vào quán cố phong đưa mắt nhìn theo dư bảo nguyên vào quán rốt cục đạp chân ga lái đến công ty dư bảo nguyên vào quán cũng không nhiều người hà tuệ đang làm ổ sau quầy tiếp tục xem phim cung đấu mấy nhân viên khác họa phong cũng đều bị chệt theo, ai cũng nhìn chầm chầm vào phi tần cấu xé trên màn hình không chớp mắt. Dư bảo nguyên thở dài, tự cất đồ, nhìn đơn giản tình hình trong quán. Sau đó, cậu ở góc quán nhìn thấy một người. Lý Kha. Dư bảo nguyên nhíu mày, đi tới bên người Lý Kha, ngồi xuống đối diện hắn, chào buổi sáng. Lý Kha giống như động vật nhỏ, nghe thấy tiếng người liền bị dọa giật mình, khó khăn bình tĩnh lại. Chào buổi sáng dư bảo nguyên nhìn bộ dạng hắn hơi chật vật trong lòng có chút nghi ngờ anh sáng sớm đã ở đây làm gì sao trông mệt mỏi vậy lý kha chớp chớp đôi mắt khô khốc hồi lâu mới thở dài tôi cả đêm không ngủ dư bảo nguyên nhất thời kinh ngạc xảy ra chuyện gì tôi trốn nhà ra ngoài công việc hôm nay của tôi cũng xin nghỉ lý kha ngẩng đầu trong mắt tràn đầy tín nhiệm đối với dư bảo nguyên tôi cãi nhau với người nhà bởi vì chuyện của tôi với tưởng hạo bị mẹ và chị tôi biết dư bảo nguyên nhất thời cảm giác được tình hình nghiêm trọng hơn mình tưởng tượng bảo hà tuệ làm hai cốc sữa tươi đặt một cốc trước mặt lý kha sau đó thì sao mẹ tôi ép hỏi tôi có phải bị tưởng hạo cưỡng bức không tôi nói không phải tôi là tôi là thích cậu ta lý kha cúi đầu giống như đứa nhóc làm sai việc gì sau đó thì như cậu nhìn thấy buổi tối tôi trốn khỏi nhà muốn chung đến công viên bị một tên lang thang cướp tiền mặt trên người, chỉ có thể. Chỉ có thể sáng sớm đến chỗ cậu tránh. Dư Bảo Nguyên thở dài, yên tâm đi, anh bây giờ ở chỗ tôi, chờ anh nghỉ thông suốt, hẳn liên lạc người nhà, được không? Lý Kha do dự một chút, gật gật đầu. Hắn lặng lẽ cầm lấy điện thoại của mình, nhìn khung chat với tưởng hạo. Tin cuối cùng là hai chữ, ngủ ngon. Tin nhắn này dừng lại ở tuần trước. Hắn mấp máy miệng, nhìn ngoài cửa sổ lại sắp hết một năm trời cũng càng ngày càng lạnh trong phòng có khí ấm lý kha vẫn cảm thấy có chút lạnh lẽo hắn dùng cánh tay ôm lấy mình trước năm mới tưởng hạo có thể trở về không hắn thật sự có hơi nhớ tên khốn kia lý kha ngồi trong quán dư bảo nguyên suốt một ngày đến khi mặt trời đã xuống núi lý kha vẫn trù trừ không biết đi đâu dư bảo nguyên thở dài hay là đến nhà tôi ngồi lý kha bỗng gật đầu hắn không có tiền, không có nhiều bạn, còn sợ bị mẹ mình bắt được, lúc này đến nhà Dư Bảo Nguyên và Cố Phong, không gì tốt hơn. Cố Phong lái xe tới đón bà xã nhà mình tan làm, lại nhìn thấy đằng sau Dư Bảo Nguyên còn đi theo Lý Kha lắm la lắm lét, liền câu đôi chân mày đẹp để lại, bảo bối, hắn đây là. Có nỗi khổ tâm, Dư Bảo Nguyên nhún vai, em định thu nhận anh ấy vài ngày, giúp đỡ anh ấy. Chân mày Cố Phong vẫn nhíu chặt. Sao? Anh không vui hả? dư bảo nguyên khẽ cúi đầu không 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 vui vui cố phong vội vàng biện hộ cho mình chuyện dư bảo nguyên đã phán hắn sao có thể không vui chứ hắn chỉ là chỉ là sợ lý kha này lại làm xáo trộn thời gian lãng mạn của hai chồng chồng hắn thôi trong nhà đã có một cố gia duệ nghịch ngợm gây chuyện làm loạn xung quanh giờ lại lý kha nhưng mà dư bảo nguyên đã lên tiếng vậy hắn cũng chỉ có thể làm theo xe một đường lái đến đại trạch cố gia cố phòng dắt tay dư bảo nguyên ra ngoài dư bảo nguyên để chú hà đi thu dọn phòng khách cho lý kha lý kha ở phòng khách yên lặng ngồi xuống cố gia duệ ở phòng khách bò rất vui vẻ tên này lúc nào cũng hoạt bát hiếu động như vậy giống như con hổ con vĩnh viễn không biết mệt nhóc con dùng cả tay chân bò đến bên chân lý kha sau đó nhẹ nhàng kéo kéo ống quần lý kha lý kha cúi đầu nhìn baby này bỗng đưa tay ông lấy tiểu gia duệ bỏ vào giữa chân mình nhóc con con hạnh phúc thật đấy, lý kha ấn mũi nhóc nhẹ nhàng nói. qua wow, ia cố gia duệ phát ra một vài âm tiết khiến người ta nghe không hiểu. hai cha của con giờ cực kỳ cực kỳ hạnh phúc, bọn họ cho con một gia đình rất hoàn mỹ, rất ấm áp. con biết không? lý kha nhẹ nhàng vuốt ve đầu cố gia duệ, chờ con lớn lên, con nhất định có thể cảm giác được hai cha của con hiện tại hạnh phúc cỡ nào. cố gia duệ được chú lý kha xoa bóp rất thoải mái, lật người qua chân nhỏ hơi cong lên, giống tiểu lão gia. Chú thì không giống vậy, Lý Khang nghiêng đầu, hai, ngay cả tình cảm của mình cũng không rõ, trong nhà lại bức bách, công việc của mình cũng bình thường. Rời khỏi nhà, chú chắc cũng chả ra sao cả, con nói, giờ xem như là gì đây. Cố gia duệ mở to đôi mắt ngập nước, nhìn ông chú vẻ mặt hơi kỳ cục này. Dư bảo nguyên từ phòng bếp cầm hai cốc sữa tươi nóng ra, mùi thơm của sữa tươi nóng bay ra, khiến Lý Kha hơi thèm nào uống đi dư bảo nguyên đặt một cốc sữa tươi trước mặt lý kha ở đây cứ yên tâm không có chuyện gì đâu phiền phức các cậu lý kha lễ phép gật gật đầu dư bảo nguyên uống một ngụm sữa tươi nóng thời gian gian khổ luôn sẽ qua đi lý kha ngẩng mắt lên vậy sao năm đó tôi hồi vẫn làm trợ lý ở tập đoàn cố thị lúc đấy tôi và cố phong mặc dù là tình nhân trên danh nghĩa nhưng mà anh ấy căn bản chẳng coi tôi ra gì có thể nói thú cưng nuôi trong nhà còn quan trọng hơn tôi anh ấy tình nguyện nhìn mèo chó bên đường thêm một cái cũng lười nhìn tôi một cái tay lý kha cầm cốc sữa tươi căng thẳng năm đó dư bảo nguyên và cố phong năm đó vậy mà cũng có ký ức đen tối vậy sao đâu có tình cảm nào thuận buồm xuôi gió chứ dư bảo nguyên dở khóc dở cười tôi nói cho anh cái này chỉ là muốn nói với anh cái gì cũng đang thay đổi không có thứ gì vĩnh viễn không thay đổi khó khăn mà anh vấp phải trước mắt anh cho rằng không hóa giải được nữa thật ra không bao lâu sau anh quay đầu lại nhìn liền sẽ phát hiện tất cả đã trôi qua hai chân lý kha khép lại trên tay cầm sữa tươi nóng khí nóng sữa tươi bay ra trước mắt toàn là khói làm đỏ đôi mắt cũng ẩm ướt sưng lên hắn đang định nói gì đó lại cảm giác thứ gì đó trong túi quần mình rung lên hắn lấy điện thoại ra nhìn giao diện màn hình khóa hiển thị một tin nhắn chờ tao hai tháng hai tháng nữa, tao đến tìm mày. Người gửi tin, tưởng hạo. Tay Lý Kha cầm điện thoại, bỗng nhiên căng thẳng. Cũng không biết là bởi vì khói sữa tươi hay là nguyên nhân gì khác, lúc này, ánh mắt hắn vô cùng chua xót, thậm chí có loại ảo giác muốn ông đầu khóc trống. Dư Bảo Nguyên từ phản ứng của Lý Kha liền đoán được một chút chút, cười nói, cái gì cũng sẽ có quá khứ, cái gì cũng sẽ tốt hơn. Luôn sẽ có kinh hỉ mà anh không biết ở chỗ trẻ đang chờ anh, anh phải tin tưởng. Lý Kha cảm kích ngẩng đầu, gật mạnh, cậu nói rất có đạo lý. Thảo nào cố tổng yêu cậu đến tận trong xương như vậy. Dư Bảo Nguyên bỗng chốc bị mắc cỡ đỏ mặt, cười mắng, còn mang tôi ra trêu ghẹo. Cố phong từ trên lầu đi xuống, đã thay chính trang, đổi thành trang phục ở nhà. Quần áo hơi rộng, chất liệu cũng dùng thoải mái tôn gia làm chủ. Quần áo như thế này mặc trên người cố phong, vẫn khiến hắn lộ vẻ anh Tuấn bất phàm, thành thục lại mê người, tràn đầy mị lực của phái nam. Nào, bảo bối, cố phong kéo dư bảo nguyên đi về phía bên kia, sau đó, dùng âm lượng Lý Kha không nghe được nói, bảo bối, em định thu nhận cậu ấy bao lâu, dư bảo nguyên khơi mày, em nghĩ. Khoảng một tuần đi, mẹ anh ấy dù sao cũng sẽ tìm được người. Ừm, mẹ cậu ta sau khi tìm được, sẽ đưa cậu ta về thôi, giọng điệu cố phong lộ vẻ có chút nông nóng. Sao phải sốt ruột thế làm gì, dư bảo nguyên nghiêng đầu, anh sẽ không. Ngay cả phòng cho người ta ở cũng không chịu chứ. Đường đường là cố đại tổng tài mà hẹp hòi vậy hả? Hửm. Cố phong nhìn bộ dạng nghịch ngợm của Dư Bảo Nguyên trước mắt, trong lòng ngứa cực kỳ. Hắn lén ông người vào trong ngực, sau đó mang theo mấy phần tình dục, liếm bên môi Dư Bảo Nguyên mấy cái. Anh làm gì thế? Dư Bảo Nguyên cáo hỏi. Bên mép em, có vệt sữa tươi trắng, cố phong giải thích, bảo bối, sữa tươi ngon thật. Dư Bảo Nguyên xì một tiếng. Cố Phong là tên dâm dê. Cố Phong ghé vào bên tai Dư Bảo Nguyên, nhẹ nhàng nói, bảo bối, dáng vẻ khóe miệng em dính vệt trắng, luôn khiến anh suy nghĩ vẩn vơ, nghĩ đến một vài. Thứ không nên nghĩ, em đoán là gì? Em đoán. Con người Dư Bảo Nguyên xoay vòng, em không đoán ra được, nhưng em biết, anh nếu nói thêm cái gì nữa, tối nay em rất có thể dùng nắm đấm đấm vỡ cái đầu chó già của anh cố phong cắn cắn vành tai dư bảo nguyên sao lại không thành thật vậy chứ em vẫn muốn giả bộ nói không biết vậy thì ông xã tối nay liền thưởng cho em để em tái hiện hình ảnh lúc nãy hiu dư bảo nguyên nhéo hạ thân cố phong một cái nhéo đến mức cố phong đau nhíu mày ban ngày nói ít lời lẳng lo đã dạy dỗ anh cả nghìn lần rồi tên khốn anh chả nhớ gì hết cố phong bị đau hừ nhẹ một tiếng ok ok anh không nói nữa anh để tên kia ở đây cậu ta thích ở bao lâu thì ở, còn không được sao. Dư Bảo Nguyên lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Cố phong sờ sờ chỗ mình bị nhéo đau, anh cũng không phải loại hẹp hòi, chỉ là hắn ở đây, hai chúng ta làm gì cũng không tiện. Hơn nữa thấy em cứ thân mật ngồi với hắn như vậy, trong lòng ông xả ghen. Dư Bảo Nguyên lườm hắn một cái, em còn có thể ở bên anh ấy hả? Cố phong ngậm miệng lại. Bóng đêm dần dày đặc. Dư Bảo Nguyên đích thân xuống bếp nấu một bàn đồ ăn, kêu Lý Kha cũng qua ăn cùng. Thằng nhóc Lý Kha này vậy mà chút nhãn lực cũng không có, Cố Phong vốn còn muốn giữ lại chút lễ nghi bàn ăn, ưu nhã ăn cơm, nhưng tên Lý Kha này lại giống như chưa từng thấy đồ ăn, cầm đũa bắt đầu điên cuồng càng quét trên bàn ăn. Cố Phong muốn ăn tôm, Lý Kha gấp đi liền ba con. Cố Phong muốn ăn gà cung bao, Lý Kha cầm thì vớt hơn nửa bát. Cố Phong siêu thích ăn món vị muối, hắn còn chưa ra tay lý kha đã dùng đũa xé vịt từng miếng lớn một dư bảo nguyên nhìn cứ lo hắn sẽ bị nghẹn chết tươi mặt cố phong đen lại còn cái gì ăn dư bảo nguyên nhìn bộ dạng tuổi thân của ông xã nhà mình bất đắc dĩ lắc lắc đầu ở bên tai hắn nhẹ nhàng nói để anh ấy ăn no đi anh ấy chắc đói lâu lắm rồi lát nữa lát nữa em làm thêm cho anh một ít nhé sắc mặt cố phong lúc này mới dịu xuống chút đến khi bữa tối kết thúc bụng nhỏ của Lý Kha đã tròn vo như quả bóng cao su. Hắn thỏa mãn sờ sờ bụng mình, sau đó nói cảm ơn với chủ bếp bữa cơm này Dư Bảo Nguyên và chồng của chủ bếp đen mặt ở bên cạnh Cố Phong, đến phòng của mình, rửa mặt, nghịch điện thoại một lát, định đi ngủ. Lúc tắt đèn, mắt Lý Kha vẫn mở to. Hắn nhìn trần nhà được chiếu ánh sáng nhạt, tâm tư trong lòng cuộn trào mãnh liệt. Hai tháng. Tưởng hạo sẽ về đúng hạn chứ mình ở cố gia hẳn là không lâu trong lòng lý kha biết hôm nay nói những chuyện kia với dư bảo nguyên khiến hắn cũng ý thức được mình không thể nào vĩnh viễn trốn tránh vấn đề trốn tránh sẽ chỉ khiến vấn đề vùi lấp trong tình cảm không cách nào giải quyết kéo dài chiến tuyến kéo chuyện nhỏ thành chuyện lớn dù sao cũng phải học cách trưởng thành dù sao cũng phải học cách tự lập lý kha thở dài hắn nên suy nghĩ xem sau khi quay về đối mặt với mẹ mình thế nào lý kha cuối cùng vẫn là lựa chọn về nhà có một vài việc cuối cùng có thể dùng trốn tránh để giải quyết chuyện của hắn và tưởng hạo cuối cùng là vắt ngang trong lòng lúc hắn đẩy cửa nhà ra hắn nhẹ siết chặt nắm đắm ai cũng không nghĩ đến sự tình sẽ phát triển đến một bước này ngay cả chính hắn cũng không nghĩ đến hắn sẽ biến thành quan hệ như hiện tại với tưởng hạo nhưng mà đã vậy rồi vậy thì cứ thuận theo trái tim mà đi thôi trong lòng lý kha khắc ghi lời dư bảo nguyên nói với hắn hắn hít sâu một hơi dù kế tiếp phải đối mặt với bão lốc hay là sóng lớn cứ kệ đi hắn dù sao cũng phải học cách đối mặt với tất cả hai tháng sau phía bắc đảo greenland cố phong khăng khăng lựa chọn chỗ này để tổ chức hôn lễ với dư bảo nguyên hắn từ rất lâu đã trang trí xong xuôi sân bãi ở đây cho người chuẩn bị tất cả những thứ hôn lễ cần có chỉ chờ hắn và dư bảo nguyên đến tổ chức một hôn lễ không bắt mắt nhưng rất dụng tâm lựa chọn địa điểm Dư Bảo Nguyên không phát biểu ý kiến gì, mà Cố Phong lựa chọn Vinland thì đã suy nghĩ rất lâu. Vinland là thuộc địa của Đan Mạch, mà Đan Mạch là quốc gia châu Âu đầu tiên chấp nhận luật hôn nhân đồng tính. Tổ chức hôn lễ đồng tính ở đây, bọn họ nhận được chào đón nhiệt tình của người Đan Mạch, như vậy để bọn họ bớt đi rất nhiều áp lực dư luận phiền lòng. Huống chi, ngày Cố Phong quyết định tổ chức hôn lễ, Vinland đúng lúc là ngày mặt trời không lặng phía bắc đảo greenland ở trong phạm vi vòng cực bắc vì vậy mỗi năm có mấy tháng sẽ xuất hiện hiện tượng ngày mặt trời không lặn từ sáng đến tối mặt trời cũng không xuống dư bảo nguyên từng cười hỏi cố phong cố ý tìm ngày mặt trời không lặn để cử hành hôn lễ có phải không muốn để em ngủ hay không cố phong cũng cười trả lời ngày mặt trời không lặn mặt trời từ sáng đến tối đều sẽ không xuống bên cạnh em vĩnh viễn là ánh sáng rực rỡ nhất bóng tối vĩnh viễn đều sẽ không xâm nhập em anh rất thích ngụ ý này cho nên anh hy vọng sau khi chúng ta kết hôn anh cũng có thể là mặt trời mãi mãi của em là chỗ dựa mãi mãi của em anh sẽ mãi yêu em che chở em dùng trái tim đối đãi em sẽ không để em chịu ủy khuất nữa sẽ không để em lâm vào bóng tối nữa dư bảo nguyên rất cảm động thật làm khó anh còn suy tính nhiều như vậy đương nhiên cố phong hơi có chút đắc ý hẳn bỗng nhiên tiến tới bên tai dư bảo nguyên dĩ nhiên ngày mặt trời không lặn mặt trời vĩnh viễn sẽ không xuống còn có một tầng ngụ ý khác dư bảo nguyên tò mò hỏi hắn là gì khóe môi cố phong hơi câu lên nhiệt khí quấy rối viền tai dư bảo nguyên đó chính là ngày nào cũng là ngày ngày nào cũng là ngày có nghĩa là ngày nào cũng là ngày đặc biệt nào đó ví dụ như ngày tình nhân ngày bạn bè ý ở đây ngày nào cũng có lý do để ấy ấy nụ cười dư bảo nguyên cứng đờ sau đó dùng thiết quyền của mình quăng mạnh lên cái đầu chó không biết xấu hổ của cố phong. Đồ vô liêm sỉ. Không khí lãng mạn tốt đẹp, mẹ nó toàn bộ bị hắn hủy. Đứa nào re úp là chó. Lúc này, trong một biệt thự lớn ở trấn nhỏ phía bắc Greenland, một hôn lễ an tĩnh lại lãng mạn đang cử hành. Bão tuyết như lông ngỗng bay qua trấn nhỏ này, chứng kiến đôi đồng tính luyến, trao nhẫn, nhẹ nhàng đeo vào tay đối phương. Lần đeo vào ngón tay này, có lẽ chính là cả đời trong số khách khứa đám bạn tốt mà cố phong và dư bảo nguyên mời tới đã xem xong cố phong và dư bảo nguyên trao nhẫn cưới lúc nhìn bọn họ rốt cuộc ôm lấy nhau hôn môi không tự chủ được đứng dậy vỗ tay lý kha bé nhỏ trong đó khóc dữ tận nhất ai cũng hạnh phúc hắn nghĩ mình cũng sẽ hạnh phúc tưởng hạo nói hai tháng rất nhanh rất nhanh lúc hôn lễ kết thúc bão tuyết bên ngoài vẫn chưa dừng nhiệt độ cực thấp ở vòng cực bắc khiến người ta chỉ có thể mặc quần áo thật dày mới có thể chống đỡ được. Lý Kha cuốn mình giống như một cái bánh chưng thịt đi ra bên ngoài. Bên ngoài biệt thự, bão tuyết lạ tả từ trên trời bay xuống. Lý Kha ngẩng đầu, cảm giác được có bông tuyết rơi trên mắt hắn. Lúc hắn đang trầm mặt trong đống tuyết, một chiếc ô che đến đỉnh đầu hắn. Lý Kha sợ giật mình, quay đầu, mới phát hiện là Dư Bảo Nguyên vẫn chưa thay lễ phục kết hôn. Lúc này, Dư Bảo Nguyên đang mặc một bộ chính trang màu trắng, tóc được nhà tạo mẫu tóc chải cực kỳ đẹp trai, phối với cảnh tuyết trắng xốp phủ kín đất trời, ngược lại vô cùng phù hợp. Sao ngay cả ô cũng không xuề, Dư Bảo Nguyên mang theo nụ cười thản nhiên, hỏi. Lý Kha chớp chớp mắt, trong biệt thự rất ấm, tôi ra ngoài thông khí một chút, lát nữa về. Dư Bảo Nguyên gật gật đầu, trầm mặt một hồi, đột nhiên hỏi. Vẫn đang nhớ anh ấy sao? Lý Kha mất tự nhiên ho khan một tiếng, ai nhớ nó chứ? Tôi không thèm nhớ thằng khốn tưởng hạo đâu. Tôi lại không nói, anh ấy, chính là tưởng hạo, nhìn anh kìa, tự động chưa đánh đã khai, Dư Bảo Nguyên lắc lắc đầu, còn nói không nhớ. Nghe thấy một câu kia của Dư Bảo Nguyên đã vạch trần suy nghĩ trong lòng hắn, Lý Kha bởi vì bảo tuyết và lạnh lẽo mà lộ ra làn da trắng lạnh, mặt nhanh chóng đỏ lên. Sẽ trở lại, Dư Bảo Nguyên suy nghĩ một lúc lâu, cũng chỉ có thể khuyên Lý Kha như vậy lý kha nhìn đôi mắt trong veo của dư bảo nguyên nhất thời cổ họng có chút nghẹn nào vào đi thôi vào ăn chút gì bận rộn cả ngày hẳn cũng mệt rồi dư bảo nguyên nhẹ nhàng dẫn lý kha đi vào bên trong sao càng ngày càng cảm thấy anh giống thú cưng vậy chứ làm thế nào cũng không khiến người ta yên lòng mắt lý kha xoay tròn thật ra tôi chỉ là được rồi dư bảo nguyên đưa vào tay lý kha một cốc nước nóng làm ấm tay hắn không nói nữa anh xem môi anh cũng tím bầm vào rồi, nhanh làm ấm đi. Lý Kha trầm mặt gật gật đầu, trong tay nắm chặt chiếc cốc đựng nước nóng đi vào biệt thự. Lúc hắn đến trước một cánh cửa, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn Dư Bảo Nguyên. Lúc này, Dư Bảo Nguyên đang đứng cách cổng không xa, phía sau là bão tuyết như lông ngỗng tung bay, ánh nắng của ngày mặt trời không lặng chiếu lên những bông tuyết này đến trắng toát, trắng đến chói mắt. Mà Dư Bảo Nguyên đứng đưa lưng về phía cảnh tượng này, bộ chính trang màu trắng, cao thẳng thông dài, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ kia cũng vô cùng anh tuấn đẹp trai. Hầu kết Lý Kha chuyển động, sau đó dùng âm thanh hơi khàn chậm rãi nói. Anh Dư, anh nói, hai tháng có phải trôi qua rất nhanh không? Dư bảo nguyên nhíu mày, sau đó cười nói, tôi bận chuẩn bị hôn lễ, cho nên cảm thấy hai tháng trôi qua rất nhanh. Anh cứ lo lắng chờ đợi, tôi nghĩ hai tháng của anh hẳn là trôi qua dài dặt dày vò. Ánh mắt Lý Kha co lại, sau đó gật gật đầu nhưng mà dư bảo nguyên sâu lắng nói anh phải tin dù đoạn đường có khó khăn cỡ nào cũng có điểm cuối lý kha lại lần nữa ngẩng đầu nhìn dư bảo nguyên đột nhiên cảm giác được trong lòng có thứ gì đó chuyển động hắn nắm chặt cốc nước xoay người đi về phía biệt thự dư bảo nguyên đứng tại chỗ nhìn bóng lưng hắn thở dài hai bọn họ nhất định sẽ đoàn viên âm thanh của cố phong từ phía sau truyền tới Dư bảo nguyên nhất thời cảm giác mình được ôm vào trong một cái ông vô cùng ấm áp vững vàng, cho nên, đừng thở dài nữa, đừng lo lắng nữa, nhé. Dư bảo nguyên khẽ cười một tiếng, đúng vậy, hôm nay là hôn lễ của hai chúng ta, nên vui vẻ. Cố phong chỉnh ngay ngắn người dư bảo nguyên, sau đó khẽ cúi đầu, nhìn sâu vào trong mắt dư bảo nguyên. Cố phong mặc chính trang hôn lễ màu đen, khiến hắn nhìn qua ưu nhã mà thành thục, tràn đầy hóc mon phái nam. Tiệc cưới sắp bắt đầu rồi nhỉ, Dư Bảo Nguyên ở trong ngực Cố Phong nhẹ nhàng nói, chúng ta đi thôi. Không đi, Cố Phong ăn và Dư Bảo Nguyên, thỏa mãn ngửi mùi trên người Dư Bảo Nguyên. Dư Bảo Nguyên nhẹ nhàng đánh hắn, không đến tiệc cưới, hai bọn mình làm gì. Cố Phong nhẹ nhàng đè ót Dư Bảo Nguyên cho một nụ hôn, sau đó thần thần bí bí cười nói, hôn lễ dù thế nào cũng là của hai chúng ta. Người khác ở đó, anh không thể ở riêng với em được. Dư Bảo Nguyên biểu môi, anh tùy hứng gì thế. Nơi đẹp như thế này, ngày và cảnh đẹp thế này, anh chỉ muốn trải qua cùng em, vừa nói, cố phong dắt tay dư bảo nguyên, tiệc cưới của hai chúng ta ở tầng trên cùng. Nơi đó, chỉ có chúng ta. Trong mắt dư bảo nguyên lóe lên chút cảm động. Cố phong giống như một con mèo ăn trộm cá, lập tức dùng sức, ông ngang dư bảo nguyên lên, trong tiếng cười mắng của dư bảo nguyên, ông người lên tầng cao nhất. Mở cửa lớn hoa lệ tầng cao nhất ra, dư bảo nguyên mới nhìn thấy cảnh tượng bên trong mái vòm thiết kế bốn phía đều dùng thủy tinh đặc thù tạo thành cửa sổ ngắm cảnh trên mặt đất trải thảm đắt tiền trong lò sưởi đang có ngọn lửa nhảy lên thỉnh thoảng phát ra tiếng đồng độp trên bàn bày đầy đồ dư bảo nguyên thích ăn phía giữa nhất là một chiếc bánh ngọt siêu cấp lớn trên đó viết tân hôn vui vẻ chữ viết mạnh mẽ có lực kia vừa nhìn chính là bút tích của cố phong xem ra cố phong không chỉ dụng tâm vào quy trình hôn lễ ngay cả nơi ở riêng của hai bọn họ cũng trang trí đẹp như vậy dư bảo nguyên cảm thấy trong lòng cực kỳ ấm áp cố phong nhẹ nhàng đặt dư bảo nguyên xuống hôn lên trán một cái vợ à đây là anh đã dụng tâm bố trí thiết kế hạnh phúc không cần nói với người khác chỉ cần có em ở bên cạnh anh anh đã thỏa mãn nơi này chỉ có hai chúng ta cho nên lời của hắn còn chưa nói hết trong phòng bỗng nhiên vang lên âm thanh giống như thứ gì đổ xuống cố phong lập tức cảnh giác ai Hoa hoa. Tiểu lão hổ cố gia duệ đầy tinh thần tò mò, nện bước không chắc chắn lắm, từng chút từng chút đi về phía hai ông ba của nhóc. Sắc mặt cố phong nhất thời có chút lúng túng. Hắn thật sự hoàn toàn quên mất, trong phòng còn có thằng nhãi này. Cố gia duệ lắc lư đi tới bên cạnh Dư Bảo Nguyên, vươn hai tay ra, hoa hoa. Dư Bảo Nguyên biết, cố gia duệ đây là đang gọi ba ba, nhưng mà nhóc con phát âm hơi không rõ, nghe không quá đúng cậu ông lấy con trai mình qua ui cha con trai ngoan của ba giỏi quá cố gia duệ mở to đôi mắt sáng mang theo khuôn mặt manh manh nhìn ba nhà mình sau đó bỗng hơi nghiêng người hôn chụp một cái lên mặt ba mình cố phong lập tức cau mày nhãi con biết dính người thật dư bảo nguyên ông cố gia duệ về phía cố phong nào duệ duệ gọi đát đi cố gia duệ im thít vẻ mặt hình như xuất hiện chút ngưng trọng nào gọi đắt đi, dư bảo nguyên dịu dàng dỗ, hay là Cha ruột con cũng được đó Cố gia duệ không biết là nghe hiểu hay thế nào Cũng hơi nghiêng người qua, từ từ tới gần cố phong Dư bảo nguyên nhìn hai họ cố một lớn một nhỏ từ từ tới gần Chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn và cảm động Cố phong nhìn cố gia duệ đến gần mình Mặc dù vẻ mặt rất ghét bỏ Nhưng cũng không động đậy Chờ nhảy con đến hôn hắn một cái Chỉ đáng tiếc Cố phong nhận được không phải cái hôn của con mình mà là cố gia duệ túng tóc cố phong thật sự là con ruột cố phong không dễ gì mới thoát được ma trảo của thằng nhãi này tức đến tóc cũng rối tung đặt cố gia duệ trên thảm hung dữ nói đi ra xa cho đát đi nhìn chuyện tốt con làm này cố gia duệ mang theo hai mắt ngập nước giống như rất vô tội dư bảo nguyên cười cười chỉnh lại tóc giúp cố phong sau đó dắt cố phong đến bên cửa sổ ngắm cảnh được rồi cáu với con gì chứ anh không cáu Cố Phong cũng cười nói, em xem, ai có gan túng tóc anh? Cũng chỉ có con trai và em. Đối với hai người, anh có thể nổi cáu sao? Dư Bảo Nguyên bất đắc dĩ cười cười. Cố Phong nắm đôi tay ấm áp của Dư Bảo Nguyên, vợ à, anh rất hạnh phúc. Hạnh phúc cái gì? Em bằng lòng ở bên anh một lần nữa, em bằng lòng kết hôn với anh, cả đời cũng ở bên cạnh anh không rời khỏi anh. Cố Phong tràn ngập thâm tình nhấn chìm người ta, con chúng ta cũng dần lớn lên rồi đã học được bước đi anh rất hạnh phúc cùng em tạo thành một gia đình đối với anh mà nói trần quý hơn tất cả dư bảo nguyên đưa tay sờ sờ viền tai cố phong em cũng vậy chưa từng biết anh có thể yêu em như vậy cố phong nhìn mặt mày dư bảo nguyên dường như muốn khắc ghi đến tâm can sau này còn sẽ yêu em hơn em cứ chờ xem đi em chờ âm thanh dư bảo nguyên dịu dàng cười nói không khí quá tốt Tiếng ngọn lửa trong lò sự khiển cả tầng trên cùng vắng vẻ vô cùng, bên ngoài đã một mảnh trắng xóa, tuyết sốp mềm phủ dày khắp vùng, mà bão tuyết vẫn không ngừng bay lạ ta xuống. Cố Phong và Dư Bảo Nguyên, trong không khí yên tĩnh lại lãng mạn này, lại lần nữa hôn nhau. Muốn làm chứ, Cố Phong ghé vào bên tai Dư Bảo Nguyên, nhẹ nhàng cười nói. Dư Bảo Nguyên, ngày mặt trời không lặn mặt trời không xuống núi, em cũng không rõ giờ là lúc nào rồi. Cố phong thổi khí nóng vào lỗ tai Dư Bảo Nguyên, bây giờ là lúc thích hợp để làm, vợ à, chúng ta. Làm một lần, con vẫn ở đây. Cố phong cắn cắn vành tai Dư Bảo Nguyên, anh lập tức cho người ông ra ngoài. Trên tầng này, anh đã cho người chuẩn bị bao và dầu chúng ta thường dùng, còn có, em đoán thảm trên mặt đất ấm như vậy, là vì sao lại trải. Dư Bảo Nguyên nhẹ nhàng nhéo thứ kia của Cố phong một cái, cả ngày tên dê trùng lên não. Cố Phong thỏa mãn thở dài, "Yêu em, cho nên muốn làm em." Những lời này vừa nói xong, Dư Bảo Nguyên liền phát hiện Cố Phong đã lặng lẽ cởi mấy nút áo sơ mi của cậu. Tên mụn tao này. Lý Kha ở Greenland không được mấy ngày đã về nước. Cũng không phải Greenland chơi không vui, chỉ là trong lòng hắn đầy tâm tư, nhất thời cũng không có tâm trạng nào chơi bời thả lỏng, chỉ có thể về nước trước, điều chỉnh trạng thái của mình. Trong thành phố gió rất lớn, mang theo chút lạnh, cứ trên người Lý Kha mặc một bộ áo len dày màu vàng nhạt theo mặt mèo con, khuôn mặt con nít khiến hắn nhìn qua càng giống học sinh. Hắn đi tới gần sân bay, nhìn kiến trúc khổng lồ này. Lúc này đây, phía trên sân bay đang có hình ảnh máy bay bay qua tầng mây. Đã hai tháng rồi. Lý Kha lẩm bẩm nói, gặp lại, vừa tròn một năm. Ngày hôm nay của năm ngoái, chính là ngày tưởng hạo ra nước ngoài. Cậu ta từng hứa một năm sau về nước, nhưng mà... Tưởng hạo vẫn chưa về tin nhắn cuối cùng của anh cũng dừng lại ở năm ngày trước. Lý Kha mặc dù trong lòng hiểu, muốn để tưởng hạo thêm một ngày bớt một ngày, sắp xếp đủ kỳ hạn một năm trở về nước, thì không có khả năng lắm. Nhưng thật sự đối mặt với kết quả này, tim hắn lại có chút nghẹn. Hắn thở dài. Thôi. Về rồi hắn nói. Hắn đưa lưng về phía sân bay, chậm chậm đi. Đột nhiên, một chiếc áo gió ấm áp phủ trên người hắn. Cả người Lý Kha rung lên, xoay đầu lại. Mặt ít như thế, cố tình muốn lạnh cống, vẻ ngoài tưởng hạo càng thành thục hơn một năm trước, xuất hiện trước mắt Lý Kha. Mày! Lý Kha trợn to mắt, nhìn tưởng hạo giống như ảo thuật xuất hiện trước mắt mình, kinh ngạc đến nỗi ngay cả câu đầy đủ cũng không nói ra được. Tưởng hạo nhẹ nhàng cười cười, tao vào ngày này năm ngoái, năm rưỡi chiều tiến vào sân bay chuẩn bị ra nước ngoài. Tao đoán, mày có thể sẽ vào lúc này đến đây ngồi sổm, cho nên, Tao cố ý đặt vé sớm hơn chút. Vừa nãy tao xuất hiện ở cửa trạm, đã thấy mày rồi, vốn định lập tức gọi mày, ai biết mày bắt đầu ngẩn ra, thật ngốc. Hốc mắt Lý Kha nhanh chóng đỏ lên, mẹ sư mày còn chỉ trích tao là đứa nào cờ hờ, cờ hờ tao sau đó chạy thẳng ra nước ngoài một năm. Tưởng Hạo mất tự nhiên ho khan một tiếng. Tiên sư nhưng mày cũng coi như về rồi, giọng Lý Kha mang theo chút nức nở, không khống chế được, cả người nhào vào ngực Tưởng Hạo tao đã chờ mày đến tê dại rồi, mày xem như. Tao về rồi, cũng coi như đúng giờ nhỉ, tưởng hạo trầm thấp cười nói. Hầu kết Lý Kha chuyển động, một năm lẻ mười ba phút, mày vẫn đến muộn. Vừa nói, hắn ngẩng đầu, nhìn cầm tưởng hạo vẫn còn râu xồm xoàm, miệng của tưởng hạo, quỷ lừa người. Đâu có lừa mày. Tưởng hạo nhẹ nhàng ôm lấy Lý Kha, âm thanh nhu hòa giống như một vũng nước. Ngoài sân bay gió lớn, mang theo chút lạnh lẽo, thổi lên người hai người. Bên cạnh có người đi qua lại, ngoài sân bay luôn tràn ngập gặp nhau và xa cách, bi hỉ đang xen. Một năm rất dài rất dài, mày biết không, mắt Lý Kha đỏ giống như thỏ. Tao biết, hầu kết tưởng hạo chuyển động, khuôn mặt trắng rõi kia cũng lộ ra chút vẻ ảm đạm, để mày chờ lâu, tao xin lỗi. Thời điểm chờ đến nửa năm, tao đã sắp không còn kiên nhẫn, Lý Kha hít mũi, khi đó mày lại đúng lúc cả tuần cũng không liên lạc với tao mày biết không khi đó tao ngay cả trồng hoa gì ở mộ mày cũng nghĩ xong rồi sắc mặt tưởng hạo cứng lại mẹ mày quỷ lương người tên lừa đảo chết tiệt có lẽ là bởi vì lần gặp nhau này quá mức đột ngột quá khiến người ta không dự liệu được trong lòng lý kha đầy kích động và cảm giác không chân thực tâm trạng này kịch liệt như vậy khiến hắn rất muốn phát tiết ra thế là hắn tựa vào ngực tưởng hạo bắt đầu chửi bới tưởng hạo tưởng hạo mặc kệ lý kha mắng dù sao cũng là anh không đúng là anh cưỡng bức anh em tốt của mình kéo lên giường trước biến thành thụ dưới thân mình là anh làm xong đời người ta còn vứt người ta ở trong nước suốt một năm lý kha mắng đến mắt cũng đỏ sau đó bỗng nhiên há miệng giống một con thỏ hung dữ cắn cổ áo tưởng hạo gắt gao dùng răng kẹp giống như muốn xé rách áo anh đừng đừng làm rộn tưởng hạo thấy xung quanh đã có người quăng ánh mắt khác thường tới vội vàng kéo lý kha lại đừng làm rộn lý kha mặc kệ cứ cắn được rồi tưởng hạo không có cách chỉ có thể sờ sờ đầu lý kha tao đã về rồi giờ tao về tưởng ra một chuyến mấy hôm nữa hai bọn mình cùng đối mặt vấn đề được không lý kha buông miệng ra mày muốn đối mặt thế nào tưởng hạo nhìn mặt lý kha bỗng nhiên không biết nên nói thế nào người này đi theo bên cạnh anh giống tiểu đệ giống cái đuôi nhỏ đã rất nhiều năm rồi nhiều năm như vậy hắn cho tới giờ cũng không nghĩ đến có một ngày sẽ phát triển thành quan hệ như thế với người này trước khi ra nước ngoài anh tâm phiền ý loạn chỉ cảm thấy mình bị người nhà khống chế tình cảm không thuận cái gì cũng là bóng tối nhưng sau khi ra nước ngoài anh đã nghĩ thông rất nhiều anh khàn giọng nói tao sẽ cùng mày đi gặp mẹ chị mày tao cũng sẽ nói với cha mẹ tao chuyện này tuyệt đối sẽ không để mày chịu oan ức yên tâm. Lý Kha trầm mặt gật đầu. Nhưng mà, trước đó, mày phải cho tao một đáp án, tưởng hạo huyết sâu một hơi, tao sẵn lòng chịu trách nhiệm với mày, mày đồng ý. Ở bên tao không? Lý Kha ngây người, mày nói gì? Chuyện đã phát triển đến mức này, vậy thì không ngại. Trên mặt tưởng hạo có chút ý cười, không ngại, hai bọn mình ở bên nhau thử xem sao chứ. Ý mày là, là để tao tiếp tục làm thụ dưới người mày, mắt Lý Kha trận tròn xoe nhớ năm đó hắn cũng là thiếu niên truy phong lái xe ngầu lòi ra ngoài lắc lư mặc dù là thiếu niên hèn nhát rất sợ gặp phải chuyện nhưng mà nếu nói sau này để hắn gọi một người đàn ông là chồng cảm giác này hình như vẫn hơi không thích ứng bằng lòng không tưởng hạo nhẹ nhàng hỏi mặt lý kha đã đỏ như trái cà chua luộc giờ bảo hắn trả lời thế nào hắn bây giờ không cách nào trả lời hắn cắn răng cởi áo khoác ấm áp trên người ra nhét vào trên người tưởng hạo, xoay người rời đi. Nguyên tắc đa điểu, gặp chuyện, chuông. Đáp án khác, chờ hắn nghĩ thông. Hắn nói, đứa nào re úp là chó. Dư bảo Nguyên thở hổn hển ngã xuống trên giường. Đầy người cậu toàn là mồ hôi. Bên cạnh còn có một giọng nam ồ ồ, cố phong thở hổn hển ở dưới chăn đang xen mười ngón tay với Dư Bảo Nguyên. Đến khi hơi thở hai người đều bình tĩnh lại, Cố phong xoay người qua, ông dư bảo nguyên trong ngực mình, sau đó tiếp tục mang theo tình dục gặm vai, cổ, ngực cậu. Dư bảo nguyên ở dưới chăn dùng đầu gối đỉnh mạnh vào thứ đã lại tinh lực tràn đầy của cố phong, mẹ sư anh xong chưa đấy. Không biết mệt. Hôm nay đã lần thứ mấy rồi. Vợ à, làm lần nữa, cố phong liếm liếm vành tay dư bảo nguyên, em cũng rất thoải mái, không phải sao. Mệt. Không làm nữa. Ngoan, tách chân ra, anh vừa kết thúc trận trước, giờ làm lại lần nữa là tiện nhất. Cố phòng giống như không đủ, giam dư bảo nguyên vào trong ngực. Nếu em cảm thấy mệt, vậy thì anh động, em cả quá trình nằm hưởng thụ là được rồi, hiu. Dư bảo nguyên bất mãn chật chật mấy tiếng. Em lúc trước thông cảm anh đã lâu không làm, nghẹn lửa đầy bụng, cho nên anh làm thêm mấy lần em cũng coi như để anh phóng tinh lực. Nhưng anh sao thế? Giờ đã bao lâu rồi? Anh còn mỗi ngày mỗi đêm muốn muốn muốn. Anh đây là muốn đào rỗng ai hả? Cố Phong có chút tuổi thân, em là vợ anh, anh nhìn thấy em, dục vọng cứ đến tự nhiên như vậy. Dư Bảo Nguyên khinh thường co rút khóe miệng. Cố Phong bỗng nhiên sắp đến, nhẹ nhàng xoa nắng tay Dư Bảo Nguyên, mang theo vài phần dụ dỗ nói. Nếu không, em bây giờ gọi anh mấy tiếng ông xã, tối nay anh tạm thời tha cho em. Dư Bảo Nguyên quăng mắt giao qua, anh dám. Cố Phong không biết xấu hổ ghé sát, liên tục đè lại, thế nào? Dám gọi không? Em không gọi, ai thích gọi thì gọi, dư bảo nguyên trầm rì. Vậy thì không được, được gọi anh là chồng, chỉ có thể là em, khóe môi cố phong khẽ câu lên, trong mắt tràn đầy dục chiếm hữu nóng bỏng. Em nếu tiếp tục không mở miệng, anh lại phải giống lúc nãy, khiến em phát ra loại tiếng kêu khác. Dư Bảo Nguyên bị hắn quấn đến khó chịu, câu mày ngọ ngoại mấy cái, nhưng không có tác dụng, cố phong đã trong im lặng đè cậu bên dưới hai người vừa mới kết thúc chiến đấu đều không ai mặc quần áo vì vậy cố phong bây giờ nếu cứ muốn làm chút chuyện xấu ngược lại rất tiện gọi không hả cố phong vuốt thính tai đỏ thấu của dư bảo nguyên hiu cho em thêm một cơ hội dư bảo nguyên tức đến nghiến răng người này lúc dưới giường vẫn là một ông chồng tốt trung khuyển nhưng không nghĩ đến thời gian kết hôn xong ở trên giường càng ngày càng ngang ngược càng rỡ vậy mà dám đẩy cậu ăn hiếp cậu hung dữ nhìn mắt cố phong sau đó gầm nhẹ nói anh nếu thật sự dám vào anh xem em hôm nay làm thế nào lời của cậu vừa nói được một nửa liền cảm giác thân thể nóng hừng hực của cố phong lại lần nữa đánh tới cảm giác chân thật mà nguy hiểm bị chiếm giữ một lần nữa đánh vào tim ông xã dư bảo nguyên thật sự mệt mỏi sợ hãi thể lực vô cùng vô tận này của cố phong đành phải nhắm mắt lại khuất nhục mở miệng cố phong nghe thấy hai chữ này trong lòng quả thực vui như nở hoa bảo nguyên nhà hắn ở trên giường lớn tiếng gọi hắn là ông xã đó. Cố phong cười đến mắt công công, hôn mạnh lên khuôn mặt dư bảo nguyên một cái, ngoan. Dư bảo nguyên thừa cơ công đầu gối đá cố phong, trong tích tắc cố phong thả lỏng trở mình lăn khỏi khu uy hiếp của cố phong, lập tức đứng dậy, anh hay lắm, giờ dám uy hiếp cả em. Cố phong miễn cưỡng trở người, chăng đã bởi vì động tác kịch liệt của hai người mà lăn xuống đất, vì vậy cả người cố phong không có cái che chắn, trực tiếp bại lộ trước mặt Dư Bảo Nguyên. Địch, Dư Bảo Nguyên kéo một cái gối nện lên lòng ngực vững chắc rộng rãi của Cố Phong, không cảm thấy xấu hổ gì hết, cứ không mặc gì cả cho em nhìn. Em là vợ anh, liên quan gì chứ, trong mắt Cố Phong ngậm cười, hơn nữa, chỗ đó em cũng không phải chưa từng dùng, phải không? Em rõ ràng cũng rất vừa ý. Dư Bảo Nguyên hận không thể cầm cái bánh bao chặn mồm Cố Phong. Thiếu đòn. Cậu hầm hừ từ trên giòn đi xuống, phủ thêm áo ngủ cho mình, đang định mở miệng nói chuyện, đột nhiên cảm giác được trong dạ dày truyền đến từng trận cảm giác khó chịu, giống như có thứ gì trào chua, muốn từ dạ dày tuôn ra. Cậu vội vội vàng vàng vọt tới phòng vệ sinh, nôn khang một tiếng. Cố phong sợ đến sắc mặt cũng thay đổi, vọt theo dư bảo nguyên vào phòng vệ sinh, khẩn trương vỗ lưng dư bảo nguyên, hai con ngươi cũng không động đậy mà dằn co trên người dư bảo nguyên, vợ à, sao thế? Có phải chỗ nào không thoải mái không? Uống nước không?" Dư Bảo Nguyên khoát tay, sắc mặt sưng đến đỏ bừng, ho một lúc lâu mới đè xuống cảm giác khó chịu, chỉ là đột nhiên không thoải mái. Cố Phong vội vàng một chén nước nóng tới đây, nhìn Dư Bảo Nguyên uống, chỗ nào không thoải mái, nói cho anh biết, anh giờ gọi bác sĩ gia đình đến cho em. "Không," Dư Bảo Nguyên đè tay hắn, "Muộn quá rồi, bác sĩ cũng đã ngủ, mai hẳn nói." "Không được," Cố Phong quả quyết nói em rõ ràng thân thể không thoải mái anh sao nhìn được chứ anh phải tìm người đến được rồi dư bảo nguyên hơi tái mặt đã không khó chịu nữa giờ ổn rồi khả năng chỉ là tạm thời hơi không thoải mái lát nữa tự hồi phục anh đừng lo được không sắc mặt cố phong vẫn rất kỳ cục dư bảo nguyên giờ dỗ cha cố gia duệ như dỗ con thật sự không khó chịu em đáp ứng anh sáng mai sẽ để bác sĩ khám được không đừng lo Cố phong lúc này mới tâm không cam tình không nguyện dừng lại động tác muốn gọi điện thoại, quay lại cầm khăn lông lau miệng cho Dư Bảo Nguyên, dắt người quay về giường, đắp kín chăn. Cả đêm cứ trôi qua như vậy, sáng hôm sau, cố phong mời bác sĩ gia đình đến nhà. Lúc bác sĩ gia đình vẫn trên đường, cố phong đã nói triệu chứng tối qua của Dư Bảo Nguyên cho chú Hà nghe. Chú Hà vốn còn chưa nói gì, nhưng nhìn thấy cố gia duệ ở một bên đã tràn đầy tinh lực như hổ con chạy toán loạn khắp nơi. Đầu óc bỗng nhiên chợt lóe, có phải lại cố phong ngẩng đầu lại cái gì có phải dư thiếu trong đôi mắt chú hà phát sáng cậu ấy lại mang thai cố phong chật cả kinh cả người ngay ra trợn tròn mắt nhìn dư bảo nguyên dư bảo nguyên cũng giật mình không không thể nào sao lại không chú hà nói hai các cháu đều còn trẻ như vậy sinh hoạt tình dục lại không ít nói không chừng đã sắc mặt cố phong có chút mất tự nhiên chú hà sao chú biết cháu với Bảo Nguyên? Nè, chú Hà khinh thường biểu môi, thiếu gia, cháu thấy dấu hôn trên người dư thiếu ít quá sao? Trên mặt dư Bảo Nguyên vẫn hết sức duy trì bình tĩnh mà mỉm cười an hòa, nhưng ở dưới mặt bàn, cậu đã nhấc cao chân mình, giảm mạnh lên giày da bóng lưỡng của cố phong. Tên khốn, đều tại hắn. Đến khi bác sĩ gia đình tới, cố phong cũng nói với bác sĩ gia đình như vậy, bác sĩ gia đình nói, cái này cũng có khả năng. Cố tổng, dựa theo tình huống thân thể của ngài, tôi cảm thấy chất lượng và sức sống của tên dây trùng của ngài cũng cao hơn phái nam bình thường, mà dư thiếu thì. Cho nên, tôi cảm thấy loại khả năng này có thể suy nghĩ. Vừa nói, hắn liền cho một người làm ra ngoài mua giấy thử thai giúp hắn. Nhưng mà, hai ngài cũng trước tiên đừng cho rằng đây chính là mang thai, dù sao đàn ông mang thai, không phải phần cứng đạt tới tiêu chuẩn là được, nói tóm lại, xác suất nam giới sinh con vẫn còn quá thấp, cho nên... Cố Phong và Dư Bảo Nguyên đương nhiên hiểu ý hắn. Đến khi giấy thử thai mua về, Dư Bảo Nguyên liền đỏ mặt dùng. Sau khi qua thời gian quy định, bác sĩ gia đình cầm lấy giấy thử hiển thị tình huống nhìn, lắc lắc đầu, ngài không mang thai. Dư Bảo Nguyên nhíu mày, vậy thì tình huống của tôi tối qua là? Bác sĩ đẩy mắt kính, dựa theo miêu tả của ngài mà nhìn, dạ dày trướng khí cũng phù hợp với triệu chứng của ngài hôm qua. Bác sĩ nói chuyện với Dư Bảo Nguyên và Cố Phong hồi lâu nhận được chẩn đoán dạ dày trướng khí, đều cảm khái là một trận ô lông. Đứa nào re úp là chó. Đến khi Cố Phong đưa Dư Bảo Nguyên đến quán, Cố Phong đổ xe ở cửa, nhưng không mở cửa xe. Dư Bảo Nguyên liếc nhìn hắn, sao thế? Cố Phong hít sâu một hơi, khẽ nghiêng người qua, vợ à, em có phải hơi thất vọng không? Thất vọng, Dư Bảo Nguyên nhẹ nhàng cười nói, anh là nói chuyện buổi sáng á. Không, không tính là thất vọng. Cố Phong nhíu mày, ra hiệu Dư Bảo Nguyên nói tiếp. "Chuyện em mong đợi chưa thực hiện được, cái đó mới thất vọng." Dư Bảo Nguyên cười nói, "Có thêm một đứa nữa, em vốn không có mong đợi với suy nghĩ gì, cho nên đương nhiên cũng không đến mức thất vọng." "Vậy?" Cố Phong do dự nói, "Em muốn có đứa nữa không?" Dư Bảo Nguyên trầm mặt một chút, không nghĩ đến, "Sao, anh muốn?" "Anh cũng không nghĩ đến, anh hoàn toàn tôn trọng suy nghĩ của em." Cố Phong chân thành nói anh cũng không phải không nuôi nổi em cho dù sinh cho anh một đội bóng con anh cũng nuôi được tốt nhưng nếu em chỉ muốn một duệ duệ anh cũng hoàn toàn ủng hộ em hơn nữa sẽ mang cả trái tim đi yêu con của chúng ta dư bảo nguyên mím môi nở nụ cười anh xem hai bọn mình ngày nào cũng làm chuyện đó em có lỗi khi không mang thai đó là anh đeo bao cố phong năng lực sinh sản của mình giải thích em nếu muốn vậy thì từ tối nay anh bắt đầu không đeo hai chúng ta trực tiếp một chút ok dư bảo nguyên chặn lời lời lẳng lơ của thằng cha này sau đó nhẹ nhàng tựa vào vai cố phong suy nghĩ của em là hết thảy tùy duyên hiu dư bảo nguyên nhìn phong cảnh trước cửa xe có cũng được không có cũng được hai chúng ta đã có duệ duệ rồi không có tiếc nuối em rất thích gia đình ấm áp của chúng ta bây giờ cho nên tất cả tùy duyên không ép buộc chỉ xem duyên phận anh nói có được không cố phong cúi đầu hôn lên khóe môi dư bảo nguyên tất cả nghe theo em tưởng gia tưởng hạo đứng trước mặt cha mẹ và chị mình sống lưng giống như hồi đi lính vô cùng thẳng cả người giống như một cây bạch dương tinh thần phấn chấn ánh mắt sáng rỡ mẹ tưởng hạo nhìn con trai mình nhìn thật lâu sau đó thở dài một năm nay tưởng hạo không dễ chịu bà cũng không dễ chịu bà là người mẹ cường thế nhiều năm như vậy một mực nhúng tay vào chuyện của tưởng hạo cũng chỉ ông hy vọng Tưởng Hạo có thể không đi đường vòng, sống tốt hơn. Vì đạt được mục tiêu này, bà hy sinh bản thân rất nhiều, cũng hy sinh Tưởng Hạo rất nhiều. Đến hôm nay, bà đã coi cuộc sống khống chế Tưởng Hạo trở thành một loại thói quen. Sau khi chị Tưởng Hạo ở trước mặt bà, nói chuyện của Tưởng Hạo và Lý Kha, bà lần đầu tiên có loại cảm giác yếu ớt lực bất tòng tâm. Bà phát hiện, Tưởng Hạo dần dần bắt đầu không quản được nữa. Anh cũng biết quay về ba tưởng hạo hút một hơi thuốc, phun ra vòng khói, gò má có chút tan thương mơ hồ phía sau làng khó, ra ngoài một năm, học được gì không? Học được rất nhiều, cũng cảm nhận được rất nhiều, tưởng hạo vẫn đứng nghiêm, cảm ơn cha đã cho con cơ hội đi ra ngoài, để con chân chính nhận rõ một vài chuyện. Ba tưởng hạo dương mắt, vậy anh nói xem, anh nhận được gì? Tưởng hạo hít sâu một hơi, sau đó cứ thế quỳ gối trước mặt cha mẹ anh. Nhiều năm như vậy, dựa vào dưỡng dục vất vả của cha mẹ, con rất cảm tạ, hai người cực khổ rồi, tưởng hạo từ từ cúi đầu thấp xuống, khí thế cả người cũng thu lại rất nhiều, con biết cha và mẹ nhiều năm như vậy, vẫn luôn vì tốt cho con, con rất cảm kích, không có dẫn dắt của hai người, con không cách nào đường đường chính chính ở trước mặt hai người nói chuyện như hôm nay. Mẹ tưởng hạo hít hít mũi, hốc mắt nhanh chóng phím hồng. Ba tưởng hạo hất đầu qua, biết là tốt rồi. Nhưng mà, ba, mẹ, con vẫn muốn nói với hai người con đã lớn rất lâu rồi con cần tự chủ tưởng hạo ngẩng đầu khuôn mặt anh tuấn đã hoàn toàn thoát khỏi ngây thơ của trẻ con chỉ có kiên cường của đàn ông con đã không cần một người thầy nhắm mắt theo đuôi đi theo nữa con làm việc của chủ trương của riêng con con có tư tưởng của riêng con cho nên cho dù con rất cảm tạ hai người đã chỉ dẫn nhân sinh con nhưng con hy vọng bắt đầu từ hôm nay con đường nhân sinh của con con tự đi mẹ tưởng hạo không nhịn được mở miệng bao gồm hôn nhân của con bao gồm hôn nhân tưởng hạo lên tiếng kiên quyết ý anh là anh muốn ở bên đàn ông chúng tôi cũng phải trơ mắt nhìn trong giọng nói của ba tưởng hạo mang theo chút uy nghiêm ba mẹ âm thanh tưởng hạo trầm trầm xu hướng tính dục của con là đồng tính đây là con bẩm sinh con tin hai người cũng không ngốc đến mức vẫn cho rằng đồng tính luyến là bệnh cho nên con nếu đã quyết định ở bên một người đàn ông cái này chỉ có thể nói rõ con đã có suy nghĩ về hôn nhân của con cũng không phải hành động đi xa đạo lý gì cả ba tưởng hạo hừ lạnh một tiếng không nói chuyện đúng lúc ấy một người làm ở bên ngoài dẫn theo một người đi vào tưởng hạo mỉm cười liếc qua lại khiếp sợ trợn tròn mắt chỉ thấy thân thể nho nhỏ của lý kha vẫn mặc chiếc áo len màu vàng nhạt kia run rẩy đi tới bên cạnh ba mẹ tưởng hạo lấy hết dũng khí cháu chào chú tưởng dì lâm sắc mặt mẹ tưởng hạo có chút lúng túng lý kha đi theo bên cạnh tưởng hạo giống như tiểu đệ nhiều năm như vậy bà đương nhiên cũng biết chỉ là bà không nghĩ đến cái người gọi là tiểu đệ này có một ngày có lẽ sẽ trở thành con dâu bà mắt lý kha xoay tròn mấy cái dì lâm dì dì hình như lại trẻ hơn mặt mẹ tưởng hạo đỏ lên thằng nhóc cháu cứ nói linh tinh à hi hi lý kha gãi gãi đầu chú tưởng Chú tập thể hình hình như cũng khỏe mạnh hơn, so với lần trước gặp chú, cường tráng hơn rồi ạ. À. Đưa tay không đánh người tươi cười, đặc biệt là kiểu người miệng đầy tán dương, cả người lộ ra khí chất trẻ con như Lý Kha, ba tưởng hạo cho dù biệt nữ hơn nữa, cũng không tiện cáu kỉnh với Lý Kha. Tưởng hạo dùng ánh mắt với Lý Kha, mày đến làm gì? Tao đến thăm dì Lâm và chú tưởng, Lý Kha cười đến mắt công công, sau đó yếu ớt nói với mẹ tưởng hạo, dì Lâm cháu có thể ngồi bên cạnh gì không? Đi đường lâu, hơi mệt. Mẹ tưởng hạo vội vàng ngồi sang bên cạnh, qua đây, qua đây. Không biết làm sao, mặc dù biết thằng nhóc sợ hãi như thỏ này đã lên giường với con trai mình, nhưng... Mẹ tưởng hạo không ghét nổi Lý Kha. Nhìn hắn giống như thấy được dáng vẻ hồi thiếu niên của con trai mình, khiến người thích như vậy. Lý Kha ngồi bên cạnh mẹ tưởng hạo, tưởng hạo dương mắt nhìn hắn hai chân khép lại một bộ biết điều, cảm giác lý kha hiện tại giống con thỏ ăn củ cải trên đỉnh đầu sắp nhảy ra đôi tai thỏ cao vút anh co rút khóe miệng lý kha vừa đến không khí trong nhà bỗng dịu hơn nhiều lý kha quả nhiên không thẹn với danh hiệu quả vui vẻ của phụ nữ trung niên mà đám anh em năm đó đặt cho hắn trong lòng tưởng hạo bất đắc dĩ nghĩ dì lâm dì đừng giận giọng lý kha vẫn mang theo chút hơi thở thiếu niên anh hạo cũng không phải thực lòng muốn ngỗ ngược với gì chỉ là anh hạo cũng có suy nghĩ của mình dì lâm dì xem mẹ tưởng hạo thở dài cúi đầu mái tóc uống lọn to lòng lẫy tốn kha khá tiền để làm kia cũng rủ xuống giống như cải thảo chú tưởng thật ra anh hạo vẫn rất kính trọng chú cũng rất coi trọng ý kiến của chú chỉ là người trẻ tuổi chúng cháu cũng có suy nghĩ và thế giới của mình cháu biết chú và dì lâm tất nhiên thật lòng mong anh hạo tốt tức giận cũng là bởi vì sợ anh hạo sau này chịu khổ nhưng mà ai lúc trẻ mà không huyết khí phương cương và phải tường năm chứ chú tưởng chú bây giờ thành công như vậy hồi trẻ nhất định định cũng xông sáo khắp nơi nhỉ ba tưởng hạo vừa bị lý kha nói như vậy những thứ chôn sâu trong ký ức bị câu ra hồi đó ông bị ông nội tưởng hạo đầy đến nơi xa xôi rèn luyện bản thân lại gặp phải thay đổi của chính sách quốc gia cả người rất bị động ông nội tưởng hạo là sĩ quan vì vậy tính cách rất cứng không đạt mục đích không quay đầu lại ông ở nơi xa không có cha thương không có mẹ yêu từng cho lợn ăn chăn trâu cái gì cũng trải qua sau đó mới về thành phố này từ từ bắt đầu tiếp quản trọng trách gia tộc đi tới hôm nay nghĩ đến đây hốc mắt ba tưởng hạo bỗng hơi ẩm ướt nhớ năm đó ông nội tưởng hạo để chú đến cái nơi chó cũng ghét kia chú ở đó lý kha ngồi bên cạnh giống như rất nghiêm túc lắng nghe trong miệng còn không ngừng dạ dạ vân vân sau đó chú gặp mẹ nó nhưng ông nội tưởng hạo không đồng ý không đồng ý thì làm sao đây chú nghĩ cách chú liền mí mắt lý kha hơi đánh nhau nhưng trong miệng vẫn a a a hóa ra là vậy chú tưởng thật là truyền kỳ mà đáp lại tưởng hạo nhìn lý kha dỗ nam nữ trung niên cực đỉnh khóe miệng mất tự nhiên co rút lý kha quả nhiên vẫn là lý kha kia mặc dù sợ hãi như thỏ nhưng mà mưu ma trước quỷ thì rất nhiều thủ đoạn này anh nhớ không nhầm lý kha từ cấp 3 đã bắt đầu dùng Hồi cấp 3 Lý Kha kém nhất chính là vật lý, nhưng mỗi lần có tiết vật lý, Lý Kha luôn ngồi ngay ngắn, nhìn thẳng vào mắt bà dạy vật lý, thỉnh thoảng còn phát ra vân vân vân, à à à, hóa ra là vậy để hưởng ứng, khiến bà trước giờ vẫn tưởng Lý Kha là cán bộ học tập, trước mặt mọi người khen ngợi rất nhiều lần. Đến lần đầu tiên thi tháng, giáo viên vật lý cầm tờ đáp án 7 điểm của Lý Kha, bà không thể tin vào hai mắt mình, rì rầm với giáo viên vật lý khác, sao lại vậy chứ? Tiểu Kha là học sinh giỏi mà, sao lại thi được 7 điểm chứ? Cái này. Con chó dẫm hai chân lên tờ đáp án, mấy chấm bài cũng ra điểm cao hơn vậy. Bây giờ, Lý Kha lại lặp lại chiêu cũ. Dỗ dành ba và mẹ tưởng hạo, lúc thì được khen ngợi mà vui vẻ, lúc thì bị hắn kéo xa vào ký tức mà quên mất hiện tại, kéo tới kéo lui, bầu không khí dương cung bạc kiếm này, đã dịu đi rất nhiều. Ba tưởng hạo hoàn toàn đắm chìm vào kẻ ký ức của mình, còn kéo mẹ Tưởng Hạo cùng nhau nhớ lại, một đôi vợ chồng trung niên đang nhớ lại đau xót và hạnh phúc nhỏ năm đó, trong mắt nhất thời tràn đầy nước mắt, suýt nữa quên mất con bọn họ nửa tiếng trước vừa câm ô gút. Đến khi bọn họ nhớ lại xong, quay đầu nhìn Tưởng Hạo vẫn còn quỳ trên mặt đất, rốt cục thở dài. Mẹ cũng không muốn làm khó con, mẹ biết tính con thật ra rất ngang, chỉ muốn bản thân tự do tự tại, mẹ Tưởng Hạo nói, nhưng mà, con thoát khỏi bảo vệ của mẹ và ba con con thoát khỏi tưởng gia, con cảm thấy có thể nắm chắc được mấy phần lăn lộn lộ mặt. Tưởng Hạo trong nháy mắt ngẩng đầu lên, trong đôi mắt giống như bùng cháy ngọn lửa, "Không thử, sao biết chứ?" "Thử thử, ha, đầu anh làm bằng sắt à?" Ba Tưởng Hạo giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau đó tức tối đứng dậy, đi vòng vòng tại chỗ, chỉ ngón tay vào Tưởng Hạo nói, "Được, anh đã có gan này, ba cho anh cơ hội. Từ hôm nay trở đi, ba không cho anh một đồng tiền trợ giúp nữa." toàn bộ dựa vào bản thân làm việc. Anh phải làm được, làm đến nổi danh, cái gì cũng dễ nói. Khóe môi tưởng hạo hơi câu lên, như vậy. Chuyện con và Lý Kha ở bên nhau, hai người cũng không can thiệp. Ba tưởng hạo từ trong lòng ngực phun ra khí đục, phóng ra chút cảm xúc nặng nề, sau đó sắc mặt thâm trầm, nói, chỉ cần anh được việc, ba cũng không phải người bảo thủ phong kiến, hôn sự của anh ba từ đây không nhúng tay. Nụ cười tưởng hạo trong nháy mắt trực rỡ. Cảm ơn ba. Cám cái rắm, ba đóng băng thẻ, xe nhà của anh, anh bây giờ là tên nghèo không xu dính túi, ba xem anh làm ra thành tích thế nào. Con cảm ơn ba đã cho con cơ hội này, ba yên tâm, con khẳng định để ba thấy được quyết tâm của con. Nói mạnh miệng thì cần phải có nền tảng thực lực, ba tưởng hạo hừ lạnh một tiếng, tự anh suy nghĩ kỹ đi, đừng để ba không nhìn nổi anh. Dứt lời, ông xoay người, lưng hơi cúi, đi về phía thư phòng. Tưởng hạo nhìn bóng lưng ba mình, nắm chặt bàn tay. Lý Kha vẫn ngồi trên sofa, lúc này, hắn bỗng nhiên che bụng mình, nhưng tiếng ung ục ung ục vẫn truyền ra. Mẹ tưởng hạo bên cạnh rất nhạy cảm với âm thanh đói bụng, bà nói, có phải đói không? Tới vội quá, vẫn chưa kịp ăn. Thính tai Lý Kha đỏ lên. Mẹ tưởng hạo lắc lắc đầu, không ăn cơm sao được chứ? Đói bụng khó chịu lắm đó, chỗ gì vẫn còn mì xào, gì đi lấy cho cháu cảm ơn gì ạ à? mắt lý kha cười đến híp lại có thể được ăn mì xào gì làm tốt quá ạ à? thằng nhóc cháu cái miệng nhỏ này quá là ngọt mẹ tưởng hạo được lý kha dỗ đến nở gan nở ruột bước đi mang theo gió cứ cảm thấy bên người mình có đám mây bay lượn giống như bồ tát bay vào phòng bếp lý kha đưa mắt nhìn mẹ tưởng hạo vào phòng bếp cuối cùng tầm mắt rơi vào trên người tưởng hạo tưởng hạo chậm rãi đứng dậy quỳ đã lâu đầu gối vẫn hơi đau cứ nói tao hèn nhát thời khắc mấu chốt còn không phải tao ra tay cái đuôi nhỏ của lý kha cũng muốn vểnh lên tưởng hạo nhìn lý kha nhìn rất lâu nhìn đến lý kha cũng hãi rốt cục đưa tay xoa mạnh đầu lý kha xoa tóc hắn loạn lung tung mày thật là quỷ quái lý kha đầy miệng oán trách sửa lại tóc mình đừng động vào đầu tao không được xoa loạn tưởng hạo buông tay xuống lý kha vừa túng tóc mình vừa nâng khóe mắt hỏi cái đó mày nói muốn làm ra sự nghiệp mày có ý tưởng gì sao thật ra trước khi ba tao nói tao đã có rồi tưởng hạo gật gật đầu vẻ mặt cũng nghiêm túc hồi tao ở nước ngoài xem rất nhiều tài liệu có liên quan cũng theo thầy ở học viện thương mại học tập khoảng thời gian ở trong nước tao điều tra qua đơn giản hiện tại chỗ chúng ta ngành ăn uống mặc dù gần đến bão hòa nhưng phần lớn là vất tiền nhanh thành phố này vẫn thiếu công ty ăn uống tiếng lành đồn xa mang tính dấu hiệu cho nên trong trào lưu này, nếu chúng ta có thể dựng một tấm biển, bảo đảm uy tín và tiếng tăm của nó, vậy thì nhiệt độ và lưu lượng sẽ không đứt, kết hợp với một vài phương pháp tiêu thụ lớn cùng ra tay, mở rộng mặt tuyên truyền và mặt tiêu thụ, rất có cơ hội. Lý Kha chớp chớp mắt, nghe không hiểu. Tưởng hạo nhẹ nhàng cười cười, mày chỉ cần biết, tao hiện giờ định tìm một tấm biển có chút danh tiếng, sau đó muốn làm lớn nó, là được rồi, Lý Kha nhíu mày, nhưng mày bây giờ có gì chứ? có nhân mạch, có lý thuyết, có quyết tâm, tưởng hạo kiên quyết nói, chỉ là thiếu tiền thôi, cái này tao sẽ nghĩ cách. Thiếu tiền, Lý Kha nhíu mày. Hắn bỗng nhiên trầm mặt. Hồi lâu, hắn mới dè dặt móc từng trong túi quần mình ra một cái ví tiền, khẽ cắn răng, rút bên trong ra một tấm thẻ ngân hàng. Đây là tất cả tiền tiết kiệm tao làm mấy năm. Lý Kha nhìn tấm thẻ ngân hàng này, trong đôi mắt toàn là không nở, lúc mày dùng tiền phải cẩn thận chút nhé tao ngay cả tiền quan tài cũng. Tưởng hạo nhìn bộ dạng Lý Kha vừa hèn nhát nhưng lại vừa cực kỳ tốt với người khác, không biết làm sao, trong lòng bỗng sinh ra dục vọng mãnh liệt cướp lấy và bảo vệ hắn. Lý Kha như vậy, sao không khiến người ta thương yêu cho được? Tiền này không cần, tưởng hạo từ từ đẩy trả thẻ ngân hàng, mày yên tâm, tao có cách. Đã đi. Cố gia duệ lắc lư dẫm lên thảm đắt tiền, đi tới bên cạnh cố phong phía sau bàn làm việc đang xử lý công vụ. Cố Phong cúi đầu, chỉ thấy con mình mặc quần áo hổ con, mắt to ngập nước, cực kỳ khiến người ta cưng. Hắn gật gật đầu với cố gia duệ, khen ngoan. Sau đó cầm một quả bóng trên bàn lên ném về phía xa. Con trai, nhặt về. Cố gia duệ hưng phấn chạy qua. Cố Phong lắc lắc đầu, tiếp tục cúi đầu xem kế hoạch trên bàn. Hắn vừa xem không được mấy dòng, cố gia duệ đã nhặt quả bóng về, đặt trên đùi cố Phong, đát đi, bóng. Cố Phong thờ ơ gật đầu, từ đã đi thấy rồi dứt lời hắn duỗi tay vơ lấy quả bóng lại ném ra ngoài nhặt thêm lần nữa đi cố gia duệ lúc này đứng bất động tại chỗ cố phong chờ rất lâu không nghe thấy phản ứng lúc này mới rời ánh mắt từ kế hoạch trên bàn nhìn cố gia duệ đầy mặt mất hứng con trai sao thế ba nhớ ba nhớ ba cố gia duệ nói cố phong biết đây là cố gia duệ đang nhớ dư bảo nguyên chờ thêm chút được không Cố Phong dùng hết sự kiên nhẫn của mình, sợ đầu nhỏ của Cố Gia Duệ, ba bảo hôm nay sẽ đưa cơm cho đát đi, ba ấy hẳn sắp đến rồi nhỉ. Vừa dứt lời, phòng tổng tài liền vang lên tiếng cửa bị đẩy ra. Dư Bảo Nguyên xách theo hộp cơm đi đến. Cố Gia Duệ nhìn thấy ba mình, nhất thời nhảy nhót, lão đảo giống tiểu mảnh hổ cọ lên người Dư Bảo Nguyên. Ba, ba, Dư Bảo Nguyên đặt cơm hộp trên bàn Cố Phong, sau đó ông lấy Cố Gia Duệ, Duệ Duệ, nhớ ba sao. Cố Gia Duệ gật gật đầu, nhớ. Sao thế, Đạt đi không chơi với con sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Gia Duệ nặng trĩu, Đạt đi bảo con nhặt bóng, con giống như cúng con vậy. Cố Gia Duệ mới một tuổi, cho nên nói chuyện khó tránh khỏi không lưu loát, nhưng Dư Bảo Nguyên vẫn nghe hiểu ý của nó. Xem ra, là Cố Phong trong con lười biến rồi. Dư Bảo Nguyên dương mắt nhìn mấy quả bóng cho chó đặt trong phòng tổng tài, trong lòng liền phát cáu, Cố Phong anh xem anh trông con thế nào. Trông con, không phải dắt chó đi dạo. Cố phong sợ đến buông đổ xuống, vội vàng kéo dư bảo nguyên qua, để cậu ngồi trên đùi mình, vừa thuận khí cho cậu vừa cầu xin tha thứ, không đúng không đúng, vợ à, anh cũng đang chơi với duệ duệ. Chỉ là em xem, công việc cả ngày của anh rất nhiều, rất nhiều việc anh phải đích thân xử lý, cho nên... Dư Bảo Nguyên nhìn chầm chầm Cố Phong, một lúc lâu, cũng thở dài. Cậu từng làm trợ lý của Cố Phong, đương nhiên biết cố phong quản lý một tập đoàn lớn như vậy mệt mỏi cỡ nào công việc phức tạp cỡ nào thật sự không thể cách hắn cố phong nhìn gò má dư bảo nguyên sau đó dè dặt nói vợ à em chê chúng ta ở bên duệ duệ không đủ sao con vẫn bé đang cần phụ huynh làm bạn hướng dẫn và khích lệ nó em cũng rất muốn ở bên nó nhiều hơn hầu kết cố phong chuyển động vợ à nếu không em dọn qua đây hai chúng ta cùng làm việc ở đây, vậy thì có thể cùng chăm sóc Duệ Duệ, không sợ Duệ Duệ cô đơn không ai bên cạnh. Dư Bảo Nguyên ngay ra, nhưng mà... Quán của em. Cố Phong trầm mặt chốc lát, mở miệng nói, hôm nay tưởng hạo đến tìm anh, em biết không? Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tưởng hạo, Dư Bảo Nguyên có chút khó hiểu, hắn đến tìm anh làm gì? Cố Phong xoay xoay bút máy đắt tiền trong tay, vay tiền dư bảo nguyên kinh ngạc nhíu mày tưởng hạo đến tìm cố phong vây tiền cái này khiến cậu tuyệt đối không nghĩ đến hắn hình như vì tự do của mình đánh cược với ba mẹ hắn đánh cược hắn thoát khỏi tưởng gia có thể gây dựng sự nghiệp hay không hiện tại tưởng gia đã hoàn toàn dừng tất cả tiền trợ cấp cho tưởng hạo để hắn hai bàn tay trắng tự mình phấn đấu dư bảo nguyên nghe lời này bỗng nhiên nghĩ tới lý kha làm ăn thời gian đầu sau có thể không quan tiền làm vốn chứ cố phong cười nói tưởng hạo muốn chơi lớn nhưng thẻ trong tay đều đã bị ngừng hắn nghĩ đi nghĩ lại liền gọi điện cho anh dư bảo nguyên ông cố gia duệ đang nghịch bóng cho nên anh định làm sao cố phong kéo dư bảo nguyên đến bên cạnh mình xoa xoa đầu nhỏ của cố gia duệ đang không tình nguyện sau đó chậm rãi nói anh có suy nghĩ nhưng không biết em có đồng ý không anh nói tưởng hạo nói với anh kế hoạch và suy nghĩ của hắn Hắn nói hắn muốn thu lại một nhãn hiệu ăn uống có tiếng tâm, tốt nhất đã có nhiệt độ và nhân khí nhất định, sau đó thử dùng nhãn hiệu này làm trung tâm, không ngừng mở rộng tiêu thụ, làm lớn lên, cố phong dừng lại một chút, suy nghĩ vẫn hơi non, nhưng phương hướng tổng thể là được. Trên mặt dư bảo nguyên mang theo nụ cười khẽ, sờ sờ lỗ tai cố phong, em còn tưởng anh với hắn không hợp nhau chứ, anh vậy mà cũng có suy nghĩ ra tiền giúp hắn. Anh với hắn đương nhiên không hợp rồi, cố phong trận mắt, nếu không phải anh năm đó cố gắng theo đuổi em về, hắn không chắc còn cuốn lấy vợ anh đến bao giờ nữa đấy. Dư Bảo Nguyên hừ nhẹ một tiếng, vậy anh còn? Anh chỉ nghĩ, em nếu mở quán rất vất vả, gặp phải ngày lễ, đầu năm cuối năm càng mệt mỏi khiến anh đau lòng, huống chi con chúng ta cũng cần chúng ta trong, cố phong hít sâu một hơi, bảo bối, anh có suy nghĩ thế này? Anh cho tưởng hạo mượn một khoản tiền, em ký quyền sử dụng nhãn hiệu này cho hắn trước em vẫn có quyền phát ngôn của quán này, nhưng kinh doanh nhãn hiệu tạm chuyển tới trong tay tưởng hạo, em xem được không? Chân mày dư bảo nguyên khẽ nhíu lại, trong lòng đang không ngừng suy xét, ý anh là, để em làm hậu đài. Phải, cố phong gật gật đầu, em yên tâm, tâm huyết và thành quả của em, anh khẳng định giữ giúp em. Nhưng trước mắt, lui lại sau màn để nắm trong tay, dành ra nhiều thời gian hơn, một nhà ba người chúng ta ở cùng nhau, em cảm thấy thế nào? Dư Bảo Nguyên trầm mặt hồi lâu, đến lúc Duệ Duệ gọi một tiếng ba ba, cậu mới phản ứng lại, nói, anh để em suy nghĩ. Không vội, cố phong hôn tráng Dư Bảo Nguyên, từ từ suy nghĩ, dù em quyết định thế nào, anh đều ủng hộ em. Đứa nào re úp là chó. Lúc tưởng hạo ký tên mình lên hợp đồng, anh liền thề, nhất định phải thành công. Tiền của tập đoàn Cố Thị đã gửi tới, anh cũng rất vừa ý nhãn hiệu quán này của Dư Bảo Nguyên, vì vậy tốn thời gian đi nghiên cứu xu hướng thị trường định chơi một ván lớn cuộc đời của anh sống tới nay vẫn luôn dưới che trở của tưởng gia bây giờ anh phải quyết đoán một là vì để cho cha mẹ mình có thể coi trọng mình để bọn họ có thể từ đây không can thiệp nhiều hơn nữa hai cũng là vì bảo vệ thứ mình muốn bảo vệ anh và lý kha thuê một nhà trọ ở bên ngoài ở chung lúc anh về nhà đèn trong nhà vẫn sáng mà lý kha đã nằm trên ghế salon lâm vào giấc ngủ sâu. Anh để túi của mình xuống, cởi áo khoác, chỉ cảm thấy thân thể bận rộn cả ngày, bỗng dâng lên cảm giác mệt mỏi vô tận. Anh đi tới bên người Lý Kha, ngồi xuống đất, vừa vặn mặt đối diện với thụy nhang của Lý Kha. Trong phòng bật đèn nhỏ, ánh sáng ngã vàng chiếu lên đường công khuôn mặt Lý Kha vô cùng nhu hòa. Lông mi hắn dài nhỏ, thỉnh thoảng còn khẽ run, làn da trắng nõn nhìn qua xúc cảm vô cùng tốt. Tưởng hạo cứ như vậy nhìn Lý Kha thật lâu thật lâu, cũng nghĩ rất nhiều thứ. Từ cấp 3 đến bây giờ, người này vẫn luôn bên cạnh mình. Có lẽ, có lẽ giữa lúc yên lặng, tình cảm của anh đối với Lý Kha và tình cảm của Lý Kha đối với anh đã xảy ra thay đổi. Hầu kết tưởng hạo chuyển động, sau đó nhắm mắt lại, ở dưới ánh đèn ôn nhu, nhẹ nhàng in xuống một nụ hôn trên môi Lý Kha. Lý Kha bị cảm giác ấm áp trên môi đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt nhìn khuôn mặt anh Tuấn của tưởng hạo phiên bản phóng đại ở trước mắt. Mày về rồi à? Lý Kha dụi dụi mắt, âm thanh vẫn mang theo lười biếng. Tưởng hạo gật gật đầu, sao không về phòng ngủ? Không được, mày vẫn ở bên ngoài gây dựng sự nghiệp, tóc Lý Kha đã ngủ rối tung, một sợi ngốc nghếch vẫn lên không lý do, tao về phòng ngủ vù vù không quan tâm đến cái gì, cứ cảm thấy sao sao, có chút thẹn với mày. Tưởng hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, mày thẹn với tao chỗ nào? là tao nên vậy. Hiu, Lý Kha vừa tỉnh không lâu, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo. Năm đó, là tao đến treo mày trước, đè mày lên giường làm trước, tưởng hạo sờ sờ mặt Lý Kha, thằng nhóc này cũng không biết bảo dưỡng thế nào, mặt non mềm y như trẻ con, xúc cảm vô cùng tốt, khiến người ta muốn xoa không ngừng, tất cả nguyên nhân, đều ở tao. Lý Kha, tao là đàn ông, tao nên gánh trách nhiệm này. Lần sau không thể ngủ trên sofa muộn thế này nữa mệt thì về phòng, nhé. Lý Kha gật gật đầu. Có đói không? Tưởng Hạo hỏi. Lý Kha sờ sờ cái bụng hơi quắt queo của mình, lầm bầm một tiếng, có hơi. Tưởng Hạo giống như làm ảo thuật móc ra một bát mì xào và một cái bánh ngọt nhỏ trang trí đẹp đẽ. Mắt Lý Kha nhất thời giống như bóng đèn cắm điện, sáng bừng lên. Tưởng Hạo nhìn dáng vẻ kia là biết, thằng nhóc này đói thảm rồi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vào bếp cầm đôi đũa cho hắn mặc dù nói muộn thế này ăn cái gì cũng tiêu hóa không tốt. Nhưng, ai, cũng không thể để mày đói, nào, mau ăn đi. Lý Kha cầm đũa lên, mở hộp mì xào ra, màu bóng dầu và mùi thơm ngào ngạt của mì xào, khiến hắn lập tức muốn chảy nước miếng. Hắn cầm lấy đũa cùng một sợi mì lên, đặt vào bên miệng, vừa định ăn, bỗng nhiên dừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn tưởng hạo, mày đói không? Tưởng hạo lắc lắc đầu, không đói, mày ăn đi mày ăn trước đi nào 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 mày ăn trước một miếng lý kha cố chấp đưa đũa đến khóe miệng tưởng hạo tưởng hạo không ngăn được đành phải há miệng ăn một miếng mì xào vị ngon ở trong miệng ngọt ngào ở trong lòng vật nhỏ này trước kia không nhìn ra còn mẹ nó rất tri kỷ lý kha lúc này mới vui vẻ hưởng dụng bát mì xào này ăn xong mì xào hắn lại để tưởng hạo cắn nửa cái bánh ngọt trước sau đó mình mới cười hì hì với nửa cái ngọt còn lại bắt đầu ăn. Tưởng hạo nhìn bộ dạng dễ dàng được thỏa mãn của Lý Kha, không biết làm sao, luôn cảm thấy trong lòng chua xót. Anh sờ sờ tay Lý Kha, tao nghe nói, mấy hôm trước có bạn học cấp 2 của mày đăng ui bộ chăm chọc mày, nói mày theo tao chịu khổ, nói mày ngu, phải không? Động tác của Lý Kha ngay ra. Hắn nuốt xuống một miếng, sau đó cười nói, thì có chuyện như vậy, nhưng mà tao cũng không quan tâm thật sự không quan tâm, nụ cười tưởng hạo có chút khổ sở, thật sự không hối hận. Không hối hận, mày cơ hờ, cơ hờ cũng cơ hờ, cơ hờ rồi, Lý Kha lắc lắc đầu, đứa bạn cấp 2 kia của tao là người thế lực. Cô ta hình như tốt nghiệp trung học thì không đi học nữa, trực tiếp tìm kim chủ, làm tu S đây. Cô ta quả thực thường xuyên khoe biệt thự xe sang nhãn hiệu nổi tiếng gì đấy, tao cũng không hâm mộ. Những thứ đó tao cũng từng dùng, hơn nữa, cô ta cho dù mua nhiều nhãn hiệu nổi tiếng hơn nữa nụ cười của lý kha càng thêm rực rỡ lộ ra một hàm răng trắng buổi tối muộn có người sẽ mang cho cô ta bữa khuya tình yêu sao tao có cô ta không có cho nên tao không hâm mộ cô ta chút nào tưởng hạo nhìn lý kha nhìn dáng vẻ người này hồi lâu bỗng nhiên ông chặt người vào trong lòng xin lỗi mắt tưởng hạo chua xót anh chỉ có thể nhắm hai mắt lại tất cả đều tại tao để mày phải chịu cực khổ không sao không sao, Lý Kha cười tựa vào trên bả vai rắn chắc của tưởng hạo, dù sao hai bọn mình cũng đã đến đây rồi, vậy thì đi tiếp thôi, tao không hối hận, thật đấy. Giai đoạn gây dựng sự nghiệp, đúng là hơi vất vả, không thể để mày hưởng phúc nhiều hơn, giọng tưởng hạo có chút trung rẩy, nhưng tao thề, đợi đến khi tao chịu qua trận này, đến khi công ty bắt đầu lên đường, tao nhất định nhất định, sẽ để mày sống thật tốt. Lý Kha từ từ ngồi thẳng lên, nhìn hai mắt tưởng hạo, tao tin. Đêm rất yên tĩnh, giống như ngay cả ánh đèn ảm đạm phát ra từ đèn bàn cũng đã ngủ say. Dưới ánh đèn nhu hòa, tưởng hạo và Lý Kha từ từ đến gần, sau đó, hôn nhau. Nụ hôn này, không phải bởi vì kích động tình dục sau khi say rượu. Mà là chân thực, hai trái tim thật lòng. Phòng trợ lý tập đoàn cố thị. Nào, Duệ Duệ, đến chỗ chị Anna, Anna vươn tay về phía cố gia Duệ, trên mặt toàn là ý cười sủng nịch chỗ chị anna có bóng nhỏ em thích đó cố gia duệ mở to hai mắt nhìn chằm chằm bóng rổ trong tay anna chạy có hơi không vững đến bên cạnh anna anna nhìn tiểu thiếu gia của cố gia nhìn động tác đáng yêu của nhóc tình mẹ tràn lan trái tim quả thực cũng sắp manh hóa cô bế duệ duệ lên các trợ lý bên cạnh cũng toàn bộ xông tới nào tiểu thiếu gia nhìn này chỗ chị còn có bim bim á duệ duệ chơi xe hơi điều khiển từ xa không tu tu tu. Duệ duệ ngoan, chỗ gì còn có mô hình siêu nhân đó, con xem. Cố gia duệ bị một đống trợ lý trong mắt nổi tim hồng vây quanh, nhìn đồ chơi đủ loại tinh mỹ các cô cầm trong tay, chẹp chẹp miệng nhỏ. Đúng lúc này, một nhóm người từ bên ngoài đi vào phòng trợ lý, một người phụ nữ sắc mặt ôn hòa từ ái trong đó, chính là mẹ của cố phong, Phương Ngọc. Phương Ngọc từ trong tay Anna nhận lấy cố gia duệ, cố gia duệ nhìn Phương Ngọc, duỗi hai tay ra, bà nội ai duệ duệ ngoan của bà phương ngọc nhìn cháu trai mình đáng yêu như vậy quả thực cười đến mắt cũng sắp hiếp lại thành một đường hôm nay có ngoan ngoãn nghe lời hai ba của con không cố gia duệ gật gật đầu con có nghe ngoan quá phương ngọc sờ sờ đầu nhỏ của cố gia duệ bà nội hôm nay dẫn con đến chỗ này được không cố gia duệ còn chưa nói dư bảo nguyên và cố phong từ phòng tổng tài đi ra ba đát đi cố gia duệ vươn tay nhỏ ra dư bảo nguyên hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của nó một cái bảo nguyên à lần trước đã nói với con duệ duệ cũng sắp phải đến nhà trẻ rồi mẹ đấy định hôm nay dẫn nó đến nhà trẻ xem hoàn cảnh trước một chút xem nó có thích chỗ đó không nếu nó không muốn vậy mẹ lại đổi cho nó dư bảo nguyên có chút do dự cái này có hơi phiền mẹ con thấy nhà trẻ lần trước đã rất tốt rất xa xỉ rồi ai tất cả lấy ý kiến của duệ duệ làm chủ phương ngọc cười nói Duệ Duệ không thích, chúng ta cũng không thể miễn cưỡng mà, ý của trẻ con, có lẽ phải tôn trọng, con nói phải không? Dư Bảo Nguyên bất đắc dĩ gật gật đầu, nhìn người xung quanh vây quanh cố gia Duệ. Thằng quắc này, thật sự sợ nó bị chiều hư. Mẹ, cố phong nói một tiếng, giờ đã gần tối rồi, mẹ còn đi sao? Mẹ đã hẹn thời gian với người ta rồi, Phương Ngọc ông cố gia Duệ nói, giờ này, người ta sẽ tiếp đại chúng ta, giảng giải cho chúng ta dạy học, giải trí, giáo viên, quản lý của nhà trẻ bọn họ. Cố Phong gật gật đầu, được. Vậy mẹ dẫn Duệ Duệ đi trước nhé, Phương Ngọc sờ sờ khuyên tay mình, đến lúc đó lại gọi điện cho chồng chồng bọn con. Đứa nào re úp là chó. Ngày ngắn đêm dài, trời tối rất nhanh, xe của Phương Ngọc còn chưa đến nhà trẻ, sắc trời đã đen lại. Ngôi sao lóe lên trên bầu trời, dưới bầu trời đêm, thành phố phùng hoa lóe lên ánh sáng chói mắt, giống như ngân hà. Phương Ngọc ngồi ghế sau xe, cố gia duệ ngồi trên đùi nàng, nằm nhọại bên cửa sổ nhìn cảnh sát chuyển động bên ngoài. Đúng lúc này, xe đột ngột phanh lại, rung lên khiến Phương Ngọc giật mình. Bà đỡ tóc, cao mày, tiểu chu, xảy ra chuyện gì? Tiểu chu lái xe vội vàng trả lời, phu nhân, một chiếc xe đạp đi về phía chúng ta, người ta lái gần quá, hình như quẹt phải. Đi xem sao, Phương Ngọc nói. Tiểu chu đáp lại. Mở cửa xe, quả nhiên, Bên cạnh cửa xe bên kia, đổ một chiếc xe đạp. Đi xe là một người phụ nữ, mặc áo khoác to lỗi mốt, tóc vô cùng rối, sắc mặt vàng đen. Ánh mắt cô rất suy sực, tỉ mỉ nhìn thêm, bụng cô phồng lên, hình như là phụ nữ mang thai. Mà chỗ sau xe đạp, bé trai ngồi đó, tuổi cũng khoảng 1, 2 tuổi, sắp xỉ cố gia duệ. Mắt bé trai này co quắp lại nhìn tiểu chu xuống xe đi về phía bọn họ, khẩn trương rung lên, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thiểu tràn đầy khiếp sợ, quần áo trên người cũng hơi cũ rách. Tiểu chu nhìn kỹ, phát hiện bé trai này còn hình như sức môi. Hắn đi tới bên cửa xe, nhìn kỹ, cửa xe quả nhiên đã bị tay lái xe đạp quẹt qua một đường. Đây là xe của Phương Phu Nhân, giá trị không rẻ, cho dù chỉ là một vết xước nhỏ, sửa chữa, cũng phải tốn phí khổng lồ. Người phụ nữ kia hình như sợ hãi, cả người run lẩy bẩy, xin lỗi, xin lỗi, tôi không phải cố ý. Tiểu Chu thở dài, đều là người không dễ dàng mà. Hắn gõ cửa sổ xe của Phương Ngọc, hỏi: "Phu nhân, cửa xe bị xước, để lại một vết. Bà xem." Phương Ngọc hơi thò đầu ra, dây chuyền phỉ thúy đắt giá của bà phát ra tiếng động nhẹ nhàng. Bà dương mắt nhìn thấy là hai mẹ con đáng thương, lập tức cũng thở dài, "Thôi vậy, Tiểu Chu, để bọn họ đi." Vâng, Tiểu Chu gật gật đầu, nói mấy câu với hai mẹ con, liền quay trở lại xe. Xe khởi động, cố gia duệ nằm ngoài trên cửa sổ xe ánh mắt sáng ngời nhìn mẹ con kia một cái duệ duệ phương ngọc kéo cố gia duệ đến bên cạnh mình muốn đi nhà trẻ không cố gia duệ ngẩng đầu nhỏ lên tại sao phải đi nhà trẻ đi nhà trẻ có thể học kiến thức có thể quen nhiều bạn hơn có thể cùng chơi trò chơi với các bạn phương ngọc cười ha ha duệ duệ muốn đi không cố gia duệ cau mày suy nghĩ một chút rốt cục nghiêm túc gật đầu thích chơi trò chơi con muốn đi Ngoan quá, Phương Ngọc không nhịn được sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, sau đó từ bên cạnh móc ra một cái hộp lớn, con xem, bà nội tặng con cái gì. Cố gia duệ vừa nhìn, thứ viết trên chiếc hộp nhóc không biết, nhưng đồ bên trong hộp lớn là đồ chơi nhóc thích. Phương Ngọc nhìn bộ dạng bị mê hoặc của cố gia duệ liền biết, mình mua đúng rồi. Mình sai người ra nước ngoài lấy được bộ mô hình bản Limited này, rốt cục cũng có thể khiến cháu trai mình vui, bà khẽ mỉm cười, trong lòng vô cùng vui vẻ. Người phụ nữ lái xe đạp kia nhìn xe sang lái đi xa, thở phào một hơi. Người ta phú quý như vậy, không phải người như cô có thể chọc vào. Loại xe này, cô ngay cả sờ cũng chưa từng sờ, nghĩ cũng biết, nếu quả thực phải bồi thường, cô cho dù bồi cả tài sản trong nhà cũng không đủ. Vẫn may gặp được người tốt không tính toán. Cô cúi đầu, lại dẫm bàn đạp, một đường đi đến cô nhi viện cách đó không xa tâm tình trong lòng cô quay cuồng nhưng trên mặt vẫn hết sức bình tĩnh ông bé trai ngồi phía sau đặt nó ở cửa nhẹ nhàng nói mẹ đói rồi đi mua ít đồ ăn con ở đây chờ mẹ được không bé trai sức môi gật gật đầu mẹ phải quay về nhất định người phụ nữ nói đến đây lại nghẹn ngào trong mắt toàn là nước mắt mẹ nhất nhất định sẽ sẽ quay lại con sau này phải nghe lời phải ngoan ngoãn ăn cơm ngoan ngoãn đi ngủ được không bé trai yếu ớt gật đầu, nhất định ngoan. Người phụ nữ nhìn môi sức của bé trai, trong lòng giống như rỉ máu. Cô lại kéo hai tay bé trai, nhưng thấy bé trai này, hai tay đều có sáu ngón. Mà ngón thứ sáu, dường như đã bị dùng thứ gì cắt mạnh, chỉ còn lại ngón trụi lũi ở đó. Xin lỗi. Người phụ nữ nhẹ nhàng lẩm bẩm. Mẹ không khóc, bé trai ghé tới, dùng tay áo lau nước mắt cho người phụ nữ này, con sẽ ngoan người phụ nữ nhìn môi và ngón tay bé trai trái tim cũng run rẩy trong nhà nghèo thật sự không có tiền cho nó chữa sức môi và sáu ngón bây giờ bây giờ cô lại mang thai bố mẹ chồng và chồng mạnh mẽ ép cô vứt đứa nhỏ này đi nói nó là loại không bình thường không thể nhận nếu cô không bỏ vậy thì bọn họ sẽ dùng cách khác vứt đứa bé này nhưng mà nhưng mà nó bé trai nhìn mắt mẹ mình đầy nước mắt ngây thơ nói con sẽ ngoan ngoãn ăn cơm ngoan ngoãn ngủ mẹ không khóc toàn thân người phụ nữ đều đang run sau đó gắn gượng kéo ra nụ cười vậy mẹ đi mua đồ ăn cục cưng phải ngoan bé trai gật đầu người phụ nữ vừa đi vừa quay đầu nhìn đứa bé nhỏ xíu đứng dưới mái hiên nhìn mắt nó sáng người lại mong đợi vẫn cứ nhìn mình nước mắt trên mặt không ngăn được rơi xuống lúc cô đạp đến chỗ xa cô bỗng quay trở lại từ trong túi móc ra một tờ một trăm đồng một tờ năm mươi hai tờ hai mươi nhăn nhúm nhét vào trong áo bông cũ của bé trai. Nhét xong những thứ này, cô không nhịn được hôn lên mặt bé trai một cái. Sau đó quyết tuyệt quay đầu rời đi, bước lên xe đạp, đạp mạnh bàn đạp. Bé trai dường như cảm thấy cái gì, bỗng nhiên từ dưới mái hiên chạy ra, mẹ, mẹ. Người phụ nữ không quay đầu lại nữa, vừa khóc đến cả người run rẩy, dưới chân vừa điên cuồng mà dẫm bàn đạp. Mẹ, mẹ quay về, mẹ quay về, bé trai vừa chạy vừa bắt đầu khóc lớn mẹ con ngoan mà mẹ về đi nó mới hơn một tuổi chạy vẫn chưa vững vì vậy chạy một lát cả người ngã xuống mặt đất sét đầu đập vào hòn đá nhỏ máu tươi từ trán lăn xuống chảy đầy mặt mẹ con muốn mẹ mẹ quay về mẹ quay về trên mặt bé trai mang theo bùn đất nước mắt và vết máu khóc đến khàn cả giọng hai mươi đồng đầy nếp nhăn trong túi áo cũng bay ra bị thổi đến bên cạnh đúng lúc ấy, không biết bởi vì chuyện vui gì, bên ngoài thành phố, một đường pháo hoa sông lên bầu trời, nổ tung trong bầu trời đêm đầy sao, chiếu thành phố phùng hoa giống như ngân hà, chói mắt vô cùng. Mẹ, bé trai khóc lớn, thân thể nhỏ bé ngã trên đất, chật vật vô cùng. nhưng người phụ nữ kia đã biến mất trong bóng đêm. bé trai không nhìn thấy cô nhi viện phía sau, bởi vì tiếng khóc của mình mà bật sáng một chiếc đèn nhỏ, nó chỉ nhìn thấy phía trước, mẹ mình biến mất trong bóng tối không quay trở lại nữa trên xe của phương ngọc cố gia duệ đang cầm món đồ chơi đắt tiền nghe thấy tiếng vang bên ngoài ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy pháo hoa đầy trời diễm lệ xinh đẹp bà nội đẹp quá cố gia duệ chỉ chỉ phía ngoài phương ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng duệ duệ thích xem sao thích vậy mấy ngày nữa bà nội cũng cho người mua pháo hoa thả cho duệ duệ xem được không cố gia duệ cười đến khuôn mặt vô cùng đáng yêu gật đầu mạnh bà nội thật tốt. Bên ngoài thành phố, lại có một đường pháo hoa được bắn lên trời. Pháo hoa trói lại những hỷ bi mà người ta thờ ơ không nhìn đến của nhân gian, phối hợp với nổ tung giữa bầu trời đen, trong nháy mắt lan ra ánh sáng rực rỡ đẹp nhất. Bạch hướng thịnh ở trong phòng thay quần áo xong đi ra, mạnh mãn long đang trong phòng khách lớn, chơi với mạnh diệt diệm. Chỉ thấy tiểu mỹ nữ một tuổi mạnh diệt diệm, mặc chiếc váy nhỏ màu hồng phấn, đôi mắt ngập nước giống một bãi nước xuân. Da trắng nõn, môi đỏ mọng răng trắng tinh, có thể nhìn ra là phôi mỹ nhân. Cô bé lúc này đang cưỡi trên cổ Mạnh Mãn Long, Mạnh Mãn Long nằm bò trên đất, cam tâm tình nguyện làm ngựa cho con gái cưng nhà mình cưỡi. Bạch Hướng Thịnh lắc lắc đầu, tên cùng con gái này. Mạnh Diệt diệm cưỡi trên cổ Mạnh Mãn Long, phát ra tiếng cười khanh khách vui vẻ, "Cha ơi, di, di, di." Thầy tiếng thúc ngựa khó tả giả man cười mỉm, tôi lấy luôn phiên âm á cười mỉm mạnh mãn lông bò lên trước, diệm diệm ngồi vững chưa, cha dẫn con đến tòa thành yêu tinh. Cha, mạnh diệt diệm cười hì hì, mèo con. Học mèo con. Bạch hướng thịnh nhìn cha và con gái chơi đùa, mang theo nụ cười mỉm, lắc lắc đầu. Mạnh mãn lông vì dỗ con gái vui, chiêu gì cũng mang ra, cũng có thể cực giá rất cao. Tỷ như... Hắn bây giờ đang đeo chiếc tai mèo lông nhung màu hồng phấn mà Mạnh Diệt Diệm đích thân chọn, hơn nữa dưới yêu cầu của mạnh diệt diệm trong cổ học theo tiếng mèo kêu mèo 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 chọc mạnh diệt diệm cười hi hi không ngừng bạch hướng thịnh cũng không hiểu tên mạnh hán cơ bắp khỏe khắn như mạnh Mãng long đeo tai mèo mềm mại như con gái còn học tiếng mèo kêu hình tượng này thật sự có chút cây mắt y thật sự không biết mạnh diệt diệm sao có thể chịu được ô nhiễm tinh thần như vậy mạnh Mãng long ngẩng đầu nhìn thấy bạch hướng thịnh mặc bộ quần áo thoải mái đứng trước mặt mình cười nói, bà xã, em thay xong quần áo rồi à. Bạch hướng thịnh gật gật đầu. Mạnh mãn long trước tiên để mạnh diệt diệm xuống, sau đó đứng dậy vỗ vỗ quần áo mình, đi lên ông lấy bạch hướng thịnh, phải ra ngoài sao? Anh không cần đi theo, bạch hướng thịnh từ trên sofa cầm lấy túi tùy thân của mình, bảo nguyên có chút việc, tìm em đến một chuyến. Mạnh mãn long biểu môi, lại là mấy đứa bạn bọn em ra ngoài tụ tập. Có phải lại đi nói xấu chồng tập thể không? Bạch Hướng Thịnh kinh ngạc khơi chân mày, sao phải ra ngoài nói xấu các anh? Mạnh Mãn Long lúc này mới an tâm, không phải nói xấu chồng, vậy thì tốt. Sao phải đến hiện trường nói xấu các anh? Bạch Hướng Thịnh hừ một tiếng, bọn em có gờ rút chát điện thoại mà. Sắc mặt Mạnh Mãn Long cứng đờ. Được rồi, Bạch Hướng Thịnh cười nói, lần này ra ngoài là Bảo Nguyên gọi, hình như là vì chút chuyện của Lý Kha và Tưởng Hạo. Anh yên tâm đi, em về nhanh thôi, nhé. Mạnh mãn Long ngoan ngoãn gật gật đầu, anh biết rồi, em phải về sớm, không được để anh và Diệm Diệm độc thủ không phòng. Bạch hướng thịnh nặng nề gật gật đầu, sau đó ngồi sổm người xuống, hôn lên khuôn mặt Mạnh Diệt Diệm một cái, Diệm Diệm, ba ra ngoài, lúc về mang đồ ngon cho con. Mắt Mạnh Diệt Diệm lóe sáng, cười hì hì nói, ba, tốt nhất. Mạnh mãn Long không vui, vậy cha thì sao? Cha không tốt sao? Cha cũng tốt, Mạnh Diệt Diệm bỗng nhiên lâm vào nghi hoặc cô nhóc không cách nào đánh giá được cha và ba ai tốt hơn, ba cũng tốt, hai người đều tốt, mạnh mãn long lúc này mới bớt buồn. Được rồi, em ra ngoài trước, Bạch Hướng Thịnh đeo túi lên, đi ra ngoài. Tài xế của Mạnh Gia chở Bạch Hướng Thịnh đi thẳng tới sân cầu lông ở trung tâm thành phố. Dư Bảo Nguyên bao một sân ở đây, lúc Bạch Hướng Thịnh đi vào, Dư Bảo Nguyên đang cùng Lộ Dương chém giết nhau kịch liệt trong trận cầu lông. Dư Bảo Nguyên chảy mồ hôi, bộ đồ thể thao thoải mái dương quang cậu lắc vật cầu lông trong tay, làm như cá bơi trong biển rộng, cảm giác thành thạo đập vào mặt. Lộ dương ở đối diện, nằm sắp người, đôi mắt cháy ánh lửa hừng hực và ý chí chiến đấu, giống như một con sói, tư thế muốn giành vinh quang. Hắn đã mồ hôi đầm đìa, vung vật cầu lông, cơ hồ dùng sức muốn vắt mình thành một cái lò so xoắn tròn. Bạch hướng thịnh nhìn tình hình chiến đấu, gật gật đầu, một trận chiến kịch liệt. Y quay đầu nhìn điểm số, 19, 1. 19 là Dư Bảo Nguyên, một là Lộ Dương. 2. Bạch Hướng Thịnh thở dài, Dư Bảo Nguyên quả nhiên vẫn quá mạnh. Đến khi đánh đến 20, một, Lộ Dương căm giận bất bình ném vật cầu lông, Dư Bảo Nguyên, tiên sư cậu bắt nạt người khác. Dư Bảo Nguyên nghiêng đầu cười nói, tớ chơi bóng công bằng, tớ sao lại bắt nạt cậu. Lộ Dương nghiến răng nghiến lợi, mẹ sư, mặt mũi cả đời đều bị trận cầu này mất hết. Đâu có, Dư Bảo Nguyên cười nói, thứ tư tuần trước không phải còn có trận 20, không sao? Cậu quên rồi à? Đệt, Dư Bảo Nguyên. Ông đây làm chết cậu, Lộ Dương và Dư Bảo Nguyên ồn ào. Bạch Hướng Thịnh cười tách bọn họ ra, nhìn Lộ Dương hầm hừ đến bên kia ngồi xuống uống đồ uống vận động, y nói với Dư Bảo Nguyên, cậu hôm nay rảnh thật, có thời gian ra ngoài. Ờ hờ, Dư Bảo Nguyên cũng vặn mở nắp đồ uống vận động, rót cho mình ngụm lớn, hôm nay khá rảnh. Duệ duệ đâu? nó á, dư bảo nguyên chẹp chẹp miệng, lại vặn chặt bình đồ uống, thằng quắc này thích vận động quá, cố phong nói nó là nhân tài, cho nên đã bắt đầu dẫn duệ duệ luyện sanda với đấu kiếm. Tôi thật sự không có cách với hai cha con nhà này. Bạch hướng thịnh gật gật đầu, rất tốt, tốt hơn hình ảnh cây mắt của nhà chúng tôi nhiều. Dư bảo nguyên bật cười, ném cho bạch hướng thịnh một cái vật cầu lông, làm một trận. Bạch hướng thịnh cởi áo ngoài, đi tới đối diện dư bảo nguyên, sau đó nhìn chăm chú một trái cầu dư bảo nguyên phát tới đánh trả mãnh liệt y vừa chơi bóng vừa nói cậu nói cậu nói chuyện lý kha cụ thể là gì dư bảo nguyên đáp trả một cầu công ty của tưởng hạo gần đây không ổn thành bại của hắn và lý kha ở cùng nơi tôi nghĩ dù sao cũng là bạn tốt nên giúp vẫn phải giúp anh nói thế nào bạch hướng thịnh cầm vợt vẫn duy trì tư thế đánh cầu bên tưởng hạo sao thế cạnh tranh thôi dư bảo nguyên phát một cầu làm kinh tế thực cạnh tranh cũng không nhỏ nhất là gần đây dưới tình hình tổng thể kinh tế thực đình trệ như vậy áp lực của hắn càng lớn hơn nghe nói gần đây còn có một nhãn hiệu ăn uống khác đối nghịch khắp nơi với tưởng hạo liều mạng chiếm đoạt thị trường cướp khách hàng hai bạch hướng thịnh thở dài tay trắng dựng nghiệp vốn chính là chuyện không dễ dàng tưởng hạo đánh cược với cha hắn một ván lớn như vậy giờ quay đầu lại cũng không có đường Khó hơn nữa cũng chỉ có thể hướng về phía trước. Dư Bảo Nguyên gật gật đầu, đúng thế, anh không biết, tưởng gia thật sự rất nhiều người chờ xem trò cười của Tưởng Hạo, tôi nghĩ Tưởng Hạo và Lý Kha hiện giờ đang trải qua thời điểm khảo nghiệm lớn nhất. Nếu bọn họ có thể vượt qua, tôi nghĩ sau này cũng có thể đi dài lâu. Bạch Hướng Thịnh gật gật đầu, vung vật lại không đánh đến cầu. Y tiếc núi thở dài, buông vật xuống đi tới một bên, chúng ta cũng trong âm thầm phối hợp với bọn họ đi giúp tuyên truyền giúp giới thiệu đơn tôi nghĩ hẳn vẫn có chút giúp đỡ được dư bảo nguyên đi tới bên cạnh bạch hướng thịnh vậy lát chúng ta đi ăn bữa cơm sau đó thương lượng tỉ mỉ đánh xong mấy ván cầu dư bảo nguyên bạch hướng thịnh cùng với lộ dương ở gần đây tìm quán ăn gọi vài thứ thương lượng về tình hình của tưởng hạo và lý kha trước mắt đại khái quyết định phân công làm thế nào lợi dụng tài nguyên trong tay mình đi hỗ trợ âm thầm bên tôi có giao thiệp với đoàn đội đóng gói Bạch Hướng Thịnh ngồi trên ghế mây, uống ngụm cà phê ấm trong tay, tôi sẽ liên hệ một vài team marketing đáng tin, tạo thế cho tưởng hạo, dẫn lưu lượng, giảm bớt bị người sát giết uy phong. Tôi liên hệ với một vài tiền bối giới ăn uống, đến lúc đó có thể giảng cho tưởng hạo một chút kinh nghiệm, tham mưu giúp tưởng hạo, cũng dễ để tưởng hạo ít đi đến ngã trẻ, Dư Bảo Nguyên cũng nói. Lộ Dương lúng túng ho khan một tiếng. Lục thì căn bản không có liên quan đến ăn uống, hắn cũng không biết giúp thế nào, Hồi lâu, hắn mới đỏ mặt nói, vậy tôi đến lúc đó. Tôi đến mấy quán của tưởng hạo tiêu xài nhiều chút. Dư Bảo Nguyên cười xoa đầu hắn, cậu cứ tạo tinh thần đi. Lộ Dương le lưỡi. Dư Bảo Nguyên bưng cà phê, đang định uống, lại thấy điện thoại mình rung. Cậu cầm lên nhìn, là điện thoại của Cố Phong. Cậu nhận điện, alo. Vợ à, Cố Phong ở bên kia nói, em ở đâu thế? Anh đã từ công ty xuống rồi, anh và Duệ Duệ đều ở trên xe chờ em. Dư Bảo Nguyên vừa nghe lời này, lập tức cả kinh. Thật là đầu óc hồ đồ, đã nói buổi chiều cùng Duệ Duệ đến công viên trò chơi chơi rồi, cậu vậy mà quên thời gian. Ba ơi, giọng sữa của cố gia Duệ bên kia vang lên, ba không thể nói chuyện không giữ lời. Xin lỗi xin lỗi, là ba quên thời gian, Dư Bảo Nguyên vội vàng cầm lấy đồ đạc của mình, nói với đầu kia điện thoại, ba giờ chạy qua liền, ở đó chờ ba một lát. Dứt lời, cậu vội vàng cúp điện thoại cầm đồ của mình đứng dậy nói với bạch hướng thịnh và lộ dương bữa này tôi trả hôm nay còn phải cùng duệ duệ đến công viên trò chơi hôm nào lại tụ tập đi 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 bạch hướng thịnh duỗi lưng một cái tôi cũng phải về với diệm diệm rồi dư bảo nguyên từ nhà ăn xong ra tìm được xe của mình lái xe cấp tốc đến cửa cố thị tìm được xe của cố phong lúc này xe cố phong cửa sổ xe mở ra cái đầu nhỏ của cố gia duệ thò ra ngoài mắt nhìn thẳng vào đường cái lúc nhóc nhìn thấy dư bảo nguyên vẫy vẫy tay ba ơi dư bảo nguyên chạy chậm qua mở cửa xe ngồi xuống bên người cố gia duệ ba đến rồi đây xin lỗi đã đến muộn cố gia duệ người lớn gật đầu lần này tha thứ cho ba lần sau không được phép nữa nha vâng dư bảo nguyên sờ sờ đầu nhỏ của cố gia duệ lần sau ba còn quên hẹn với duệ duệ ba liền ngoan ngoãn chịu phạt cố phong ngồi phía trước nghe tiếng trò chuyện phía sau, tâm tình bỗng hết sức vui vẻ. Ngồi phía sau là vợ và con trai hắn, mà lúc này, mình sắp dẫn bọn họ đến công viên trò chơi, giống như tất cả gia đình bình thường mà hạnh phúc trên thế giới này. Loại cảm giác này thật sự khiến người ta cảm thấy thỏa mãn. Cố gia duệ ngồi trên đùi dư bảo nguyên, dù đôi mắt hồn nhiên nhìn cảnh sắc và đoàn người bên ngoài lùi về phía sau, bỗng nhiên mở miệng nói, ba, đát đi, con có vấn đề. Hửng? Vấn đề gì? vẻ mặt cố gia duệ mang theo một tiên nghi ngờ các bạn khác đều có một ba một mẹ sao con không có mẹ mà có hai người cha dư bảo nguyên nghe thấy câu hỏi của cố gia duệ trái tim bỗng treo lên đến rồi cậu từ sau khi sinh cố gia duệ vấn đề vẫn luôn lo lắng rốt cục bị duệ duệ hỏi duệ duệ càng ngày càng lớn cũng dần dần học được quan sát sự vật và người xung quanh lúc nhóc phát hiện bên cạnh bạn khác đều là một ba một mẹ Nhóc tất nhiên sẽ sinh ra nghi ngờ với gia đình mình. Hầu kết Dư Bảo Nguyên chuyển động. Cậu nên giải thích tất cả với Duệ Duệ thế nào đây? Cậu giải thích với Duệ Duệ tại sao nhóc có hai người cha thế nào đây? Cố Phong hiển nhiên cũng chú ý tới tính nghiêm trọng của vấn đề này. Nếu ở vấn đề này lơ là sơ suất, qua loa có lệ, có lẽ sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt tới quan niệm sau này của Duệ Duệ. Dư Bảo Nguyên kéo tay nhỏ của Duệ Duệ qua, trong lòng suy nghĩ cẩn thận mới mở miệng nói duệ duệ con cảm thấy bạn khác đều là tổ hợp của ba và mẹ chỉ có nhà con là tổ hợp của hai người cha con sẽ cảm thấy mình không giống với người khác sao cố gia duệ chu khuôn mặt nhỏ gật gật đầu vậy dư bảo nguyên do dự nói con có cảm giác mình không hòa đồng không cố gia duệ nghiêng đầu không hòa đồng là gì không hòa đồng dư bảo nguyên khẽ mỉm cười sửa đúng phát âm của cố gia duệ ý chính là duệ duệ tất cả đều không giống với các bạn khác không được chơi cùng duệ duệ sẽ cảm thấy cô đơn cố gia duệ cau mày lắc lắc đầu Còn không có không khoa đồng dư bảo nguyên sờ sờ đầu cố gia duệ 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 ba lại hỏi con một vấn đề sáng nay duệ duệ dùng cốc hình gì uống sữa tươi nhỉ cố gia duệ chớp chớp mắt giọng nói có chút mơ hồ sáng nay dùng dùng cốc thỏ con uống sữa vậy trước đây trước đây dùng hổ con cố gia duệ cướp lời con thích hổ con nhất đúng thế dư bảo nguyên từng bước từng bước hướng dẫn cố gia duệ nói chuyện cốc đựng sữa tươi khác nhau nhưng duệ duệ cảm thấy sữa tươi có ngon giống trước kia không cố gia duệ chẹt miệng giống hôm qua cũng giống hôm kia thích uống sữa tươi dư bảo nguyên gật gật đầu duệ duệ con xem cốc đựng sữa tươi thay đổi không giống nhau nhưng sữa tươi vẫn luôn là vị duệ duệ thích nhất vậy thì không sao hết điều này nói rõ gì đây nói rõ cốc đựng sữa tươi không quan trọng những thứ bên ngoài không quan trọng quan trọng bên trong là gì duệ duệ nói xem đúng không cố gia duệ còn nhỏ nhất thời vẫn chưa hiểu được mấy đạo lý này nhóc vặn chân mày nhỏ im lặng một lúc lâu mới lên tiếng sữa tươi quan trọng nhất cốc không quan trọng đúng vậy dư bảo nguyên hôn hôn khuôn mặt nhỏ của cố gia duệ gia đình chúng ta cũng vậy các bạn khác đều là ba và mẹ chỉ có duệ duệ là ba và đát đi nhưng mà đây chỉ là thứ bên ngoài. Mặc dù chúng ta không giống người khác, nhưng Duệ Duệ nghĩ xem, ba và Đát đi, có phải cũng yêu con mình giống các ba mẹ khác không? Vâng, mắt cố gia Duệ phát sáng, ba và Đát đi thích con nhất. Cố phong phía trước cũng không nhịn được nói chen vào, Duệ Duệ, mỗi người luôn sẽ có rất nhiều rất nhiều chỗ khác nhau. Con và Diệm Diệm nhà chú mạnh khác nhau, con và Thiên Thiên nhà chú hứa cũng vẻ ngoài không giống nhau, nhưng mà, Duệ Duệ giống bọn họ đều là đứa trẻ được yêu thương cái này là đủ rồi là nam hay nữ lớn lên không giống nhau duệ duệ cảm thấy có quan trọng không cố gia duệ lắc lắc đầu chờ duệ duệ lớn lên sẽ biết dư bảo nguyên nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc trên thế giới này có rất nhiều rất nhiều không giống nhau nhưng mà chúng ta phải tôn trọng những thứ khác biệt này không bởi vì người ta khác biệt mà bài xích cũng không bởi vì mình khác biệt mà cảm thấy khó chịu mọi người chúng ta đều là những ngôi sao độc nhất vô nhị, nhé. Cố gia duệ nghe được cái hiểu cái không, nhưng vẫn gật gật đầu, con cảm thấy hai người cha cũng rất tốt. Ngoan quá, Dư Bảo Nguyên thở vào một cái, vuốt lên sống mũi cố gia duệ một cái. Cố phong đằng trước cũng thở dài. Dù sao cũng không qua loa nói dối, mà tỉ mỉ hướng dẫn cố gia duệ. Nghĩ như vậy, sau này duệ duệ nếu thật sự phát hiện mình khác với người khác, cũng không tới mức tự ti, oán trời trách đất trong mắt hắn mang theo ý cười quay đầu nhìn Dư Bảo Nguyên một cái. Dư Bảo Nguyên nhìn thấy ánh mắt Cố Phong, cậu tàn bạo lường Cố Phong một cái, trong đôi mắt lóe hung quang. Sáng nay Cố Gia Duệ dùng cốc thỏ con, chỉ là bởi vì. Hôm qua Dư Bảo Nguyên phạt Cố Phong rửa bát, mà Cố Phong đập vỡ cốc hổ con của Cố Gia Duệ, chỉ có thể trước tiên dùng cốc thỏ tạm thời mà thôi. Không nghĩ tới, bởi vì chi tiết nhỏ này, lại bị Dư Bảo Nguyên khai cuộc ra thâm ý như vậy. Cố phong quay đầu lại, trong lòng vui vẻ, sung sướng hiếp mắt. Vợ nhà hắn, đáng tin. Ưu tú. Thiên tài. Cố phong đổ xe ở bãi đổ, sau đó mở cửa xe ra, mang vợ và con trai mình đi vào công viên trò chơi rộng lớn này. Công viên trò chơi này mới xây, đầu tư rất lớn, quy mô và diện tích cũng rất lớn. Phương tiện vui chơi bên trong đầy đủ, đồng thời còn xây dựng khu buôn bán. Tuần đầu tiên bắt đầu đưa vào sử dụng đã chật kín khách. Lúc này, cách công viên trò chơi đi vào sử dụng đã gần một tháng, khách qua lại vẫn rất nhiều. Nhãi con, cố phong ông lấy cố gia duệ, muốn chơi cái gì? Cố gia duệ chép chép miệng, chỉ chỉ phía trước, cái đó. Cố phong dương mắt nhìn, roller cosa ester Hắn nhẹ nhàng cười cười, liếc mắt về phía cố gia duệ nói, con vẫn quá nhỏ, không thể chơi cái này. Lúc này, thật sự có một hàng cáp treo từ đỉnh lao xuống, cách từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng thét chói tai của nam nam nữ nữ trên cáp treo tuyên truyền giác ngộ cố gia duệ nhìn càng thêm hâm mộ đát đi không được con bé như vậy không phù hợp yêu cầu cố phong không chút do dự lắc lắc đầu cố gia duệ quay đầu nhìn dư bảo nguyên trong đôi mắt viết một chút làm nũng mơ hồ ba ơi duệ duệ cái này quá kích thích chờ con lớn lên ba và đát đi sẽ chơi cùng con dư bảo nguyên sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cố gia duệ Bây giờ á, ba dẫn con đi chơi mấy trò nhẹ nhàng trước, được không? Cố gia duệ miếm miệng nhỏ, nhưng nhóc cũng đành phải gật gật đầu. Đến khi nhóc lại lần nữa ngẩng đầu, nhóc bỗng nhiên chỉ ngón tay vào một quán rất sang phía đối diện, vậy con muốn ăn cái đó. Cố phong dương mắt nhìn, là một quán chuyên bán kẹo bông. Cửa hàng này dán biển hiệu, bên trên thông báo phương pháp làm mà quán này chọn dùng hoàn toàn mới, dùng nguyên liệu heo thi, kẹo bông làm ra cũng sạch sẽ vệ sinh, heo thi vị ngon. Đương nhiên, giá cũng đắt hơn rất nhiều so với quán nhỏ buôn bán. Cố phong chợt động, bỗng nhiên để dư bảo nguyên ông cố gia duệ mình vào quán đó. Lúc hắn từ quán đi ra, trong tay cầm một cây kẹo bông. Một cây kẹo bông to dọa người. Cây kẹo bông này cực kỳ lớn, bày ra hình trái tim được cố ý chế tạo màu hồng nhạt, đi vào trong đám người, có thể nói là hết sức chói mắt. Cố gia duệ được dư bảo nguyên ôm, thấy kẹo bông trong tay cố phong, vui mừng vỗ tay tới tấp muốn ăn muốn ăn cố phong đi tới bên cạnh vợ và con trai mình đát đi con ăn con ăn cố gia duệ mừng rỡ chìa tay ra cố phong khó hiểu nhìn quát con vui vẻ này một cái lãnh khóc nói đát đi nói là đát đi mua cho con sao vừa nói hắn đưa cây kẹo bông trái tim cực lớn này đến tay dư bảo nguyên vợ à tặng em khuôn mặt nhỏ nhắn của cố gia duệ liền sụ xuống giống một con cúng con lỗ tai bỗng nhiên mềm nhũng cục trên đầu. Dư Bảo Nguyên bật cười, anh mua cho em làm gì? Anh cố ý bảo nhân viên làm riêng, kẹo trái tình yêu, cố phong còn có chút lúng túng, cầm trong tay một cây kẹo bông lớn như vậy, tất cả người đi qua đều quan đến ánh mắt kinh dị, vẫn chưa trải qua chuyện ngốc nghếch như vậy. Dư Bảo Nguyên cười khẽ một tiếng, anh cũng biết anh ngốc. Lời tuy nói như thế, nhưng tâm ý của cố phong dù sao cũng rất tốt. Dư Bảo Nguyên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đưa tay nhận lấy kẹo. Ba ơi! Cố gia duệ tuổi thân nhìn Dư Bảo Nguyên, đôi mắt nhỏ kia không ngừng đảo quan trên người Dư Bảo Nguyên và kẹo bông, con muốn ăn. Dư Bảo Nguyên nhìn nhóc, con là trẻ con, khả năng tiêu hóa không tốt, đồ ăn vặt không thể ăn nhiều. Vậy đi, ba cho phép con ăn mấy miếng nhỏ cho đã ghiền, nhé. Cố gia duệ lập tức vui tươi hớn hở. Nhóc liền giống như một con hổ đáng yêu, áo u há miệng, đâm đầu vào trên đám mây kẹo bông ngọt mềm dư bảo nguyên và cố phong nhìn bộ dạng ngốc này của cố gia duệ cười ra tiếng bọn họ vừa cười vui vừa đi về phía trước chuẩn bị đi chơi trò chơi thả lỏng hưởng thụ thời gian ấm áp của gia đình đúng lúc này hai bóng người dừng bước một người bé nhỏ từ xa thấy cố gia duệ được dư bảo nguyên ôm nhìn cố gia duệ kêu áo ăn kẹo bông lớn đôi mắt kia không tự chủ để lộ ra hâm mộ nồng đầm người phụ nữ già nua bên cạnh người bé nhỏ kéo kéo tay nó sao không đi Đứa bé này cúi đầu, lén ngoắt ngón tay người phụ nữ già nua, bà Phan, cháu cũng muốn ăn. Người phụ nữ già nua vất vả cúi người xuống, lương lương, cháu nói cháu muốn ăn cái gì? Thiện lương chỉ chỉ kẹo bông cực to mà dư bảo nguyên đi phía trước cầm trong tay, muốn ăn cái đó. Bà Phan nhìn thoáng qua dư bảo nguyên đi phía trước. Lúc này, dư bảo nguyên chỉ để lại cho bọn họ một bóng lưng, mà kẹo bông màu hồng trong tay cậu lại vô cùng bắt mắt. Kẹo bông à, bà phan đánh giá chung quanh cháu để bà xem sao đã vừa nói bà ngẩng đầu nhìn xung quanh một lần mới tìm được một quán kẹo bông phía đối diện bà dắt thiện lương bà dẫn con vào xem sao được không trên mặt thiện lương lộ ra chút ý cười một đôi mắt ngập nước cảm ơn bà ạ à. bà phan cười cười dắt tiểu thiện lương đi vào quán kẹo bông đến trước quầy khách khí hỏi nhân viên cửa hàng cô gái mạo mùi hỏi một chút vừa nãy có một người đàn ông trong tay có một cây kẹo bông rất lớn rất lớn, hình trái tim, là mua chỗ cô sao. Nhân viên cửa hàng có ấn tượng, gật gật đầu, là ở đây. Vậy, bây giờ còn có thể mua không? Bà Phan hỏi. Nhân viên cửa hàng cười nói, kẹo bông đó là đặc riêng, mời chủ quán đích thân làm. Bà Phan nghe thấy hai chữ đặc riêng, trong đầu đã ung ung, dè dặt hỏi, vậy, bao nhiêu tiền? Nhân viên cửa hàng cười tươi nói một con số bà phan vừa nghe thấy liền sợ hết hồn cùng là kẹo bông vậy mà vậy mà đắt như vậy bà đưa tay sờ ví tiền xẹp lép của mình thở dài nhiều năm như vậy bà chống đỡ cô nhi viện tận lực lôi kéo tài chính trợ cấp của xã hội và trợ cấp của chính phủ nhưng dù thế nào cũng vẫn không đầy đủ trẻ con trong cô nhi viện quá nhiều mọi người đều phải sống bà thân là một trong những người phụ trách của cô nhi viện cũng chỉ có thể tính toán eo hẹp sống qua ngày Bà im lặng một chút, nói với nhân viên cửa hàng, vậy. Không cần đặt riêng, cho một cái rẻ nhất đi. Nhân viên cửa hàng gật gật đầu. Bà Phan ngồi sổng xuống, đối diện với thiện lương vẻ mặt dài dặt, lương lương, bà mua cho cháu cái khác, ngon giống vậy, được không? Không có cái to to sao, vẻ mặt thiện lương có chút suy sụp. À tiện đây tôi giải thích cho ai thắc mắc về tên bé lương lương này. Chắc ai đã đọc bản của tờ thì đều thấy để tên bé là đang lương đúng không? nhưng mà từ đang ở đây không phải họ đang mà là họ thiện bà phan mím môi không nói bà ơi thiện lương bỗng nhiên ngẩng đầu đơn thuần nói có phải chỉ cần có ba mẹ yêu thương là có thể ăn loại to không mắt bà phan chua xót suýt nửa rơi nước mắt bà vẫn nhớ buổi tối hôm đó nhặt được thiện lương thiện lương ngã trên đất gào khóc đòi mẹ bà sau khi mang thiện lương về cô nhi viện một đứa trẻ bé xíu như vậy khóc cả buổi tối Ba ngày tiếp theo, nhóc con ngày nào cũng cố chấp canh ở cửa cô nhi viện, cô đơn mở to đôi mắt vô tội khổ đợi, từ trời sáng, đợi đến tối. Ngày thứ ba còn có mưa, nhóc con dầm ướt đẫm toàn bộ cũng không chịu về, khăng khăng nói với bà Phan, mẹ sẽ đến đón cháu. Thật đó. Đợi thêm lát nữa, mẹ sẽ tới, thật đó. Nó sao biết được, mẹ ruột của mình, đã bởi vì dị dạng thân thể mình, mà lựa chọn lạnh lùng vứt bỏ đáng thương cho con người bé nhỏ như vậy lại vẫn ở trong mưa chờ mẹ nó quay lại đón mà nó lại không biết mẹ nó sẽ không đến nữa nào canh gà lý kha đặt một bá canh nóng trên bàn của tưởng hạo tưởng hạo cũng không ngẩng đầu lên để đó đi lát anh uống lý kha coi rút khóe miệng đưa tay rút bút trong tay tưởng hạo không được anh lần trước cũng bảo lát uống kết quả anh mang canh bồ câu em hầm đi tưới hoa anh đừng tưởng em không biết Tưởng hạo khẽ cười thở dài, anh bận đến hồ đồ, thuận tay đổ vào. Kiếm cớ, Lý Kha hung dữ nhìn tưởng hạo, cho nên lần này, ông đây phải tận mắt nhìn anh uống vào. Tưởng hạo bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ok ok ok, quỷ lại nhảy, anh uống còn không được sao. Vừa nói, hắn bưng bát canh gà kia lên, thổi thổi, ngửa đầu uống cạn. Lý Kha thấy tưởng hạo uống xong rồi, cuối cùng cũng thả lỏng, gần đây công ty rất phát triển, đã đi vào quỹ đạo chính, anh cũng không cần tốn sức mệt mỏi như vậy nữa nhỉ tưởng hạo lắc lắc đầu chuyện phải lo còn rất nhiều lý kha ngồi xuống bên cạnh tưởng hạo em sợ anh mệt mỏi suy sụp sao thế được tưởng hạo cười ấn chấp mũi lý kha không làm ra được thành quả để ba mẹ em yên tâm giao em cho anh anh sao ngã được chứ lý kha đỏ mặt lên mẹ nó lại nói lời lẳng lơ tưởng hạo bỗng nhiên tới gần lý kha em vừa nói như vậy anh đột nhiên cảm thấy rất mệt Vẻ mặt Lý Kha lập tức khẩn trương, vậy sao? Có muốn? Em xoa bóp lưng cho anh không? Đấm lưng thì không cần, tưởng hạo thần thần bí bí tiến tới bên tai Lý Kha, nếu không, dùng chỗ khác của em, thả lỏng giúp anh. Lý Kha ông cổ tưởng hạo, ý gì? Tưởng hạo kéo kéo vành tai hắn, ngữ khí ám muội không muốn để em dùng tay mát xa, muốn để em dùng chỗ khác, hửng Chỗ nào, Lý Kha nhíu mày. Không cần dùng tay đấm lưng cho anh dùng phía dưới của em. Mắt tưởng hạo khẽ híp lại, âm thanh dần mất tiếng. Lý Kha chớp chớp mắt, được á. Vậy, anh cởi quần áo trước, Lý Kha sảng khoái nói, bên trong có giường, nằm vào chỗ trước cho em. Tưởng hạo nhìn thấy phản ứng của Lý Kha như vậy, ngạc nhiên trợn tròn mắt. Dựa theo bình thường, Lý Kha đối với loại chuyện này vừa kháng cự vừa có chút mong chờ, kháng cự là bởi vì mỗi lần mở đầu, Lý Kha đều sẽ bởi vì đau mà kêu gào thảm thiết mong đợi là bởi vì sau đó tự nhiên là nhưng mà hắn chưa từng hào phóng như hôm nay mắt tưởng hạo xoay tròn chẳng lẽ hôm nay thằng oắt này nghĩ thông suốt rốt cục muốn thả lỏng thân tâm hưởng thụ cá nước thân mật của hai người trên mặt anh lộ ra nụ cười ngay trước mặt lý kha cởi từng món quần áo trên người mình xuống lộ ra vóc người gợi cảm tập luyện lâu mà thành cơ ngực chắc mẩy cơ bụng tám múi cứng trắng nóng hực bên hông còn có vết thương nhỏ hồi thi hành nhiệm vụ bị thương khâu lại, lúc này, thoạt nhìn vô cùng có sự quyến rũ của đàn ông, hùng tráng mà giả tính. Anh lên giường nằm quay lưng lại, trong lòng vui vẻ, chờ Lý Kha chủ động dâng mình đến bên miệng anh. Lúc trong phòng lại vang lên tiếng bước chân của Lý Kha, tưởng hạo lười biến gọi một câu, đến rồi. Lý Kha ư ừ một tiếng, sau đó hình như có tiếng va chạm của chai lọ, tưởng hạo đang cảm thấy kỳ quái, đột nhiên cảm giác trên lưng mình nặng xuống. Anh nghi ngờ nửa nghiêng người, lại phát hiện. Chân Lý Kha đang dẫm trên lưng mình. Mặt tưởng hạo đen lại, em làm gì thế? Không phải anh nói sao, mắt Lý Kha tròn xoe, là anh nói không cần em dùng tay đấm lưng, vậy em đổi cách. Dùng chân dẫm lưng cũng là một kiểu mát xa, rất thoải mái, em trước đây chạy cự ly dài xong luôn bảo bạn học dẫm cho em, rất nhanh là không còn đau nhức nữa, hay, anh nằm thử cho em xem nào. Em rõ là, tưởng hạo tức đến cắn răng mẹ nó anh muốn là tình dục. Là tình dục. Tiên sư ai muốn Lý Kha dùng chân dẫm lưng cho anh? Quả nhiên Lý Kha vẫn là tên ngốc không hiểu phong tình kia. Tưởng hạo giống như ác lan nghiến răng nghĩ. Lý Kha cảm thấy có chút khó hiểu, đây không phải chính anh yêu cầu sao? Em còn đặc biệt mang tinh dầu massage mà sư phụ phối, hiệu quả rất tốt, thông kinh lạc bài độc tố, thân thể khỏe mạnh, tăng cường hùng phong của nam giới. Tưởng hạo hung ác ngồi dậy, em có phải cố tình trêu anh không lý kha đang muốn giải thích bỗng thấy sắc mặt tưởng hạo bỗng thay đổi đột nhiên ngã xuống trên giường đau đớn kêu một tiếng lý kha vội vàng tới gần anh sao thế em vẫn chưa nói gì mà anh sao thế mặt tưởng hạo câu lại dạ dày dạ dày hơi khó chịu đau dạ dày lý kha tái mặt đứng lên em đi lấy thuốc dạ dày cho anh anh chờ nhé đến khi lý kha lấy thuốc dạ dày tưởng hạo thường uống đến Cơn đau trong dạ dày Tưởng Hạo cũng không chuyển biến tốt đẹp bao nhiêu. Lần này hình như phát tác quá nặng. Lý Kha sốt ruột đến mức quay vòng, bỗng nhiên vỗ đầu một cái, lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu. Chuyện cho tới bây giờ vẫn là đi bệnh viện đảm bảo nhất. Đến khi xe cứu thương chở Tưởng Hạo đến bệnh viện, Lý Kha cũng sắp khóc lên đi theo. Một đống người bận rộn hồi lâu, tình huống của Tưởng Hạo mới tốt lên. Viêm dạ dày cấp tính, bác sĩ đẩy mắt kính nói: từ tình hình của cậu ấy xem ra dạ dày của cậu ấy không tốt hẳn đã một thời gian rất dài rồi uống rượu thức ăn cây làm việc nghỉ ngơi không khỏe mạnh và nội tiết những cái này đều là nguyên nhân dẫn đến lý kha xoa xoa tay anh ấy hiện tại vẫn ổn chứ vẫn tốt bác sĩ gật gật đầu nhưng mà sau này các cậu thật sự chú ý dạ dày nên dưỡng phải dưỡng quá liều mạng thì không được người trẻ tuổi mà chú ý nhiều hơn đi đừng để già rồi muốn chăm sóc thân thể cũng không có cách nào Lý Kha gật gật đầu, xoay người đi vào phòng bệnh của Tưởng Hạo. Viêm dạ dày của Tưởng Hạo đột phát, thông qua mấy lời lúc nãy của bác sĩ, Lý Kha cũng hiểu là vì cái gì. Kể từ khi Tưởng Hạo đánh cược với ba mẹ anh tới nay, anh dùng sức lực liều mạng mà gây dựng sự nghiệp. Công ty phát triển rồi, cũng không đại biểu Tưởng Hạo có thể xả hơi. Ngược lại, Tưởng Hạo tiếp nhận nhiều chuyện cần xử lý như vậy, gần như cách một hai ngày lại có một cuộc xã giao, gặp xã giao nhất định phải uống rượu không dễ gì có ngày nghỉ tưởng hạo còn phải bận rộn xử lý chuyện của công ty đèn bàn của anh có khi từ lúc trời tối sáng đến khi trời sáng dưới áp lực như vậy khó trách dạ dày tưởng hạo sẽ tổn hao như vậy lý kha lau mắt mặc dù hắn cũng thường xuyên chăm sóc ăn uống của tưởng hạo nhưng mà hai lý kha nhìn tưởng hạo nặng nề thở dài anh quá liều mạng tưởng hạo trên giường bệnh đã tỉnh lại từ trong thuốc tê anh nhìn lý kha giống như đứa trẻ làm sai chuyện ngồi ở đầu giường mình vừa định nói chuyện chỉ nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh bị mở ra vừa nhấc mắt đám bạn dư bảo nguyên bạch hướng thịnh đã tới cùng lúc đó ba và mẹ mình cũng đứng trước mặt hầu kết tưởng hạo chuyển động ba mẹ lý kha co ro quay đầu lại nhìn thấy ba mẹ tưởng hạo lập tức bật thốt ra giống như không có đầu óc gọi theo tưởng hạo ba mẹ lời vừa thốt ra hắn lập tức hối hận, vội vàng ấp úng sửa lời, không đúng không đúng. Chú tưởng, dì Lâm. Ánh mắt cũng dè tưởng hạo đảo quanh trên người hai người, sau đó xoay người nói với đám dư bảo nguyên cùng đến thăm bệnh, bọn dì có vài lời trong nhà nói với tưởng hạo, phiền các cháu đến phòng nghỉ chờ một chút nhé. Đám người dư bảo nguyên rất hiểu, cũng không nói thêm cái gì, xoay người đi ra ngoài phòng bệnh. Lý Kha run rẩy đứng lên cũng muốn đi ra ngoài, mẹ tưởng hạo bỗng nhiên nói, Lý Kha, cháu ở lại. Bước chân Lý Kha ngừng lại, ậm ừ nói vâng, lại ngồi xuống. Đến khi trong phòng bệnh chỉ còn lại tưởng hạo Lý Kha cùng với cha mẹ tưởng hạo, phòng bệnh bỗng trở nên vô cùng trống vắng. Nói đi, mẹ tưởng hạo ngồi bên giường bệnh tưởng hạo, rốt cuộc là thế nào đây? Mẹ, tưởng hạo rầu rĩ cổ họng nói một tiếng, con thật sự không có chuyện gì lớn, chỉ là dạ dày có hơi không thoải mái, nghỉ ngơi là khỏi thôi, mẹ đừng quá lo lắng. Đến mức này rồi, con có phải vẫn muốn cố chấp giấu mẹ toàn bộ không mắt mẹ tưởng hạo nhanh chóng đỏ lên mẹ vừa nãy tìm bác sĩ hỏi rồi tình huống của con nghiêm trọng hơn con nói nhiều con ít ở đây trốn tránh vấn đề cho mẹ tưởng hạo cúi đầu im lặng con khoảng thời gian này rốt cuộc sống thế nào mẹ và ba con đều rõ ràng hơn chính con mẹ tưởng hạo nói ba tưởng hạo thở dài làm ăn nhất là tay trắng dựng nghiệp rất vất vả ba hiểu ba cũng biết anh vì đánh cược vì làm tốt làm ăn của mình, vì làm ra được một ít thứ, xã giao chưa từng cắt đứt. Ba, tưởng hạo bỗng nhiên lên tiếng nói, ba nhầm rồi. Cái gì? Con không phải vì đánh cược tưởng hạo ngẩng đầu lên, đôi mắt kia trong trẻo, ba là ba con, con và ba không có đánh cược gì cả. Tất cả mà con làm, chỉ là vì chính con, vì cuộc đời, và hạnh phúc của con. Mẹ tưởng hạo than ôi một tiếng, nhưng mà con. Chuyện cho tới bây giờ, con nghĩ ba và mẹ đều có thể hiểu xu hướng tính dục của con đã là sự thật không cách nào thay đổi con muốn ở bên lý kha cũng không phải chỉ nói tùy tiện tưởng hạo huyết sâu một hơi lén vương tay cầm lấy tay lý kha lạnh như băng tất cả những thứ này con đều đã suy nghĩ kỹ cho nên để thực hiện mục tiêu này con sẽ bỏ ra tất cả cố gắng cho dù đụng phải tường năm con cũng muốn đục khoét nó tuyệt đối không quay đầu lại ba tưởng hạo sâu sắc nhìn tưởng hạo một cái hồi lâu ông mới nhắm hai mắt lại trầm giọng nói ngang bướng giống ba năm đó nhưng con xem con khiến thân thể con thành dạng gì rồi mẹ tưởng hạo rốt cục vẫn đau lòng con trai mẹ tưởng hạo gọi một tiếng bỗng quay đầu ăn ý liếc mắt với lý kha con cam tâm tình nguyện mẹ tưởng hạo chán nản ngồi xuống nhìn tưởng hạo lại nhìn lý kha nhiều ngày vậy rồi tưởng hạo trải qua cuộc sống gì bà và ba tưởng hạo hiểu trong lòng vốn ba tưởng hạo ép tưởng hạo tự gây dựng sự nghiệp lại cắt đứt tất cả trợ giúp kinh tế của tưởng hạo chính là vì để cho tưởng hạo tự động từ bỏ nhưng lần này bọn họ không nghĩ tới chính là tưởng hạo chống đỡ đến bước này cũng không chịu nhận lỗi một câu bà loáng thoáng cảm giác được bọn họ làm cha mẹ thật sự đã không có cách nào quản lý tưởng hạo nữa không có cách nào chen tay vào cuộc sống của nó nữa lần này tưởng hạo nghiêm túc trong phòng bệnh yên lặng một lúc lâu rốt cục vẫn phải ba tưởng hạo mở miệng. Ông nhìn tưởng hạo và Lý Kha một cái, đương nhiên nhìn thấy hai bọn họ lén nắm tay nhau, ông thở dài, Lý Kha. Chú tưởng, con ở đây, Lý Kha giống như học sinh bị giáo viên gọi tên, lập tức đáp lại. Ba tưởng hạo nuốt xuống, nhẹ giọng nói, con liên lạc với ba mẹ con, hôm nào. Chú và dì Lâm của con cùng ăn bữa cơm với ba mẹ con, hàng huyên một chút nhé. Hết chương 280 cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha